Sư huynh thực quá cẩn trọng chương 299. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Lý Trường Thọ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may triệu đại gia không có nằm xuống chất vấn chính mình, vì sao ngươi mời hắn lại không có mời ta, ngươi có phải hay không xem thường triệu mổ mổ ta. Hình ảnh kia, ngẫm lại liền làm cho Thọ nhức đầu. Hoàng Long chân nhân vừa đến, trong hậu viện này lập tức càng trở nên náo nhiệt. Nhưng mà chỉ sau một lúc, một đóa mây trắng bay đến từ phương hướng Đông Nam, trên đó có một đám người, đếm kỹ lại có đến 60, 70 người. Sáu vị tiên nhân phía trước nhất, Lý Trường Thọ chỉ nhận biết ba vị trong đó, một vị là Tần Hoàng Tần Thiên Quân, một vị là Kim Quang Thánh Mẫu lần trước đã từng tới, còn có một vị đã từng gặp tại Long Cung, Thập Thiên Quân Bạch Lễ, Bạch Thiên Quân. Còn có một vị nữ tiên, Tư Thái Mảnh Mai Thon Thả, người mặc váy dài đỏ rực, nếu như đoán không lầm, hẳn là Hỏa Linh Thánh Mẫu mà Ngao Ước Đề cập tới chúng tiên tiệc giáo thật sự rảnh rỗi như vậy sao hay là do phong tục của kim nao đảo chính là ăn trực nhất hô bách ứng tính tiền tha thứ không theo mệnh khóe miệng của lý trường thọ hơi co quắp lập tức lộ ra nụ cười chân thành tha thiết đi về phía trước hai bước cưỡi mây ra ngoài nên đón triệu công minh hắn giọng cũng cất bước đến trước hậu viện đứng chắp tay khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên hoàng long chân nhân vừa thấy tình hình này hơi suy tư xoay người đi vào góc hậu viện Lấy ra một khối ngọc phù, thấp giọng nói vài câu gì đó đối với ngọc phù Lý Trường Thọ vẫn luôn chú ý bên này, nhưng cũng chỉ là mơ hồ nghe được Từng, sư đệ hãy gọi thêm vài người tới, ở phía tiệc giáo có không ít người tới Từng, đúng, không thể làm giảm uy nghi của ngọc hư cung chúng ta, tốt, tốt, mau chóng Lý Trường Thọ Chuyện này cũng đều phải so Đại hội nguồn gốc tam giáo vậy thì cũng thôi, đó dù sao cũng là việc quan trọng của tam giáo Hai bên xiển tiệc không ai nhường ai, đều muốn áp chế đối phương, vậy thì cũng hợp tình lý. Hôm nay là khánh điển Hải Thần giáo mà hắn tổ chức, hai bên so đo số lượng tiên nhân ai đến nhiều hơn, thích hợp sao? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, việc đã đến nước này, chỉ có thể vội vàng chào hỏi các vị tiên nhân tiệt giáo rơi vào bên trong miếu Hải Thần. Vừa thấy Triệu Công Minh, tinh thần của các tiên nhân tiệt giáo chấn động, vội vàng hướng về phía trước làm lễ, tràn diện lập tức phi thường náo nhiệt. Lý Trường Thọ còn cố ý quan sát Kim Quang Thánh Mẫu, phát hiện ra vị la lị này, khục, vị thiếu nữ tiên này, hai mắt nhìn triệu đại gia đều là sáng rực. Thế nhưng, vị Kim Quang Thánh Mẫu này cũng không biểu thị gì nhiều, chỉ là giòn tan kêu lên một tiếng triệu sư huynh, liền đi theo đại ca Tần Hoàng của chính mình ngồi xuống. Lý Trường Thọ ra ngoài nói một tiếng, lập tức có một đám đại hán chuyển chỗ ngồi đến, đưa trà thơm tới. Mặc dù chúng tiên nhân tiệp giáo đều không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nhìn thấy lý trường thọ đều là một câu chúc mừng chúc mừng lý trường thọ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đáp lễ vài câu cùng vui cùng vui không bao lâu thông trưởng hùng trại đại trưởng lão hải thần giáo khoác áo da gấu vội vàng mà đến thấp giọng nói đại nhân vừa rồi lão tam dùng ngọc phù truyền tin bẩm báo nói có một đội binh mã đi đến trại toàn thân âm khí âm u dẫn đầu còn có mấy tường giả có cảm giác có một chút nguồn gốc với trại chúng ta mạnh cỡ nào hùng lão tam nói cảm giác rất mạnh lý trường thọ hơi nhắm mắt đạo nhân giấy trốn ở hùng trại đã là dùng tiên thức thấy được đội nhân mã kia người ở phía trước nhất lý trường thọ cũng nhận ra chính là ngư đầu cởi mũ đội đầu đến từ địa phủ đó là người địa phủ tới một chi tổ tiên của các ngươi lý trường thọ cười nói bọn họ quả nhiên đi đến trại của các ngươi theo lời căn dặn của ta trước đó bảo lão tam dẫn đường cho bọn họ mau chóng dẫn tới bên trong An Thủy Thành. Hai canh giờ nữa là mặt trời mọc, đại điển liền sẽ bắt đầu. Vâng, để ta đi. Lão thôn trưởng đáp ứng một tiếng, liền lập tức muốn ra ngoài truyền tin, Lý Trường Thọ lại gọi gã lại. Lý Trường Thọ hơi châm trước, nói, khách quý đến hôm nay có một chút nhiều, đại điển vẫn phải náo nhiệt một chút mới tương đối tốt, dàn trải những tiết mục ca múa trước đó, từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa. Vâng, lão thôn trưởng như một con gấu đen này vội vàng rời đi, Lý Trường Thọ cũng không rảnh rỗi, tiếp tục chào hỏi tân khách. Lần này khác biệt với đại hôn của Ngao ất tại Long Cung, nơi này là sân nhà của hắn, như thế nào cũng không thể lãnh đạm những khách quý này. Mặc dù rất nhiều đều là không mời mà tới. Một canh giờ sau, lại có một nhóm hơn 20 vị tiên nhân xiển giáo, cưỡi mây mà tới từ phương hướng Tây Bắc. Đoạn đường này xác thực nhanh như điện chớp, làm mấy vị môn nhân ngọc hư cung cảnh giới thiên tiên tu vi hơi thấp tóc dài đều bị thổi có một chút lộn xộn hai người dẫn đầu lý trường thọ cũng quen thuộc một vị là phúc đức kim tiên vân trung tử một vị là xích tinh tử xếp hạng thứ hai bên trong thập nhị kim tiên đều là đại năng xiển giáo lý trường thọ còn chưa có cưỡi mây bay lên triệu công minh đã mang theo mấy vị tiên nhân tiệp giáo đi lên nghênh đón mọi người âm thầm phân cao thấp thì âm thầm phân cao thấp mặt ngoài vẫn phải hòa hòa khí khí hưởng ứng câu tam giáo một nhà ruột thịt kia. Hậu viện hải thần giáo không sai biệt lắm đã là ngồi đầy người. Tiên nhân hai giáo từng người hàng huyên chào hỏi, sau đó từng người liền ngồi xuống. Lý trường thọ có cảm giác, chính mình bây giờ đã hoàn toàn không thể giữ vững được sân nhà nữa. Nhưng hiện tại hắn cũng không thể đi mời đại pháp sư đến đây, đúng không? Cục diện không khống chế nổi mới đi mời đại pháp sư, đây chẳng phải là chính mình làm việc bất cẩn. Đang nghĩ như vậy, một tia truyền âm đột nhiên chui vào trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Trường Thọ, bản thể của ngươi đi đâu rồi? Ta tìm hai vòng bên trong độ tiên môn, vì sao cũng đều không thể tìm được. Tinh thần của Lý Trường Thọ chấn động. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Người thân đến rồi. Lý Trường Thọ vội vàng chỉ chỉ vào bộ ngực của chính mình, ánh mắt quan sát bốn phía, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không hổ là ngươi. Ha ha ha, thế nhưng lại giấu ở bên trong hóa thân nghĩ không ra thật sự nghĩ không ra liền nghe một hồi truyền âm cười to của đại pháp sư lại hỏi ở trong tiếng cười ta thấy ngươi mời tới không ít cao thủ đạo môn ngày hôm nay còn cần ta hiện thân cần liền gật đầu lý trường thọ lập tức nặng nề gật đầu một tiếng cười khẽ truyền ra tại hậu viện hải thần giáo hậu viện nguyên bản tràn đầy tiếng cười cười nói nói trong nháy mắt yên tĩnh trở lại Triệu công minh bấm ngón tay suy tính, là người đứng lên đầu tiên, vui vẻ nói, huyền đô sư huynh đến. Triệu công minh vừa dứt lời, trong hậu viện hải thần giáo đột nhiên xuất hiện một chút mây mù, mây mù này sinh ra hư ảnh thái cực nhàn nhạt, một đạo thân ảnh người mặc trường sam cất bước mà ra. Nhìn thân hình y thon dài, tóc dài xỏa tung, nhìn khuôn mặt y không có gì lạ, lại thành thần vận tự tại, chân ý tiêu giao hiếm có. Các vị sư đệ sư muội lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? đại sư huynh đạo môn vừa hiện thân ở đây đều là sư đệ sư muội huyền đô sư huynh là huyền đô đại pháp sư sư huynh sư huynh sao cũng tới huyền đô đại pháp sư cười nhẹ so với lúc đơn độc ở chung cùng với lý trường thọ như là biến thành người khác trở nên càng thêm nho nhã càng thêm hiền hòa lý trường thọ thấy huyền đô đại pháp sư muốn mở miệng lập tức truyền âm nói đại pháp sư hải thần nam hải dùng tên giả là trường canh đại pháp sư cười nói đã là chuyện quan trọng của trường canh ta tất nhiên là muốn đi qua cũng muốn đa tạ các vị sư đệ sư muội đến đây xem lễ nếu có chỗ chiêu đãi không chu đáo còn xin bỏ qua nhân giáo chúng ta vốn là ít người sau này trường canh đi lại ở bên ngoài mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn trường canh chúng tiên đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút sau đó liền thấy lý trường thọ đi về phía trước hành lễ lập tức bừng tỉnh đại ngộ hậu trường của hải thần cứng như vậy huyền đô đại pháp sư dùng từ vô cùng chú ý một câu nếu có chiêu đãi không chu đáo kia chính là trực tiếp nói rõ ràng thân phận chủ nhà của hắn hải thần giáo này chính là nhân giáo lập hải thần nam hải trường canh đạo nhân này tất nhiên có không ít quan hệ cùng với huyền đô đại pháp sư nói không chừng chính là hậu bối nhân giáo mà thái thanh thánh nhân lão gia coi trọng trong nháy mắt tiên nhân tiệp giáo Xiển giáo vốn là tới nơi đây tham gia náo nhiệt, lập tức nổi lòng kết giao. Huyền Đô Đại Pháp Sư cho Lý Trường Thọ một cái ánh mắt ý vị thâm trường, dường như đang hỏi thấy thế nào. Lý Trường Thọ cho Huyền Đô Đại Pháp Sư một cái ánh mắt cảm kích lại cảm khái, phản phất như đang nói, ngài thật tuyệt. Trước kia đều là thổi phòng, đều đã được làm tròn vào hôm nay. Những gì Lý Trường Thọ nghĩ bây giờ, chính là chuyện hôm nay, nên làm như thế nào mới có thể làm Tây Phương Giáo biết rõ ràng, tốt nhất là các loại chi tiết cũng phải làm cho đối phương nhìn thấy lập tức lý trường thọ mời đại pháp sư ngồi vào chủ tọa liền tự mình đi an bài đăng mây đài sau đó muốn dùng đến cái gọi là đăng mây đài cũng là kháng đài tiên nhân lý trường thọ chuẩn bị trước đây đó là một đám mây trắng trong đó có giá gỗ chèo chống khắc họa sinh vân phù huyền không phù vì đề phòng sự kiện ô long còn có vài chục tầng thủ đoạn gia cố trước đây lý trường thọ chuẩn bị hai tòa đăng mê đài còn có bốn tòa dự bị cho rằng như thế nào cũng đủ nhưng hắn nhìn thấy hoàng long chân nhân và triệu công minh lại lấy ngọc phù truyền tin ra bắt đầu gọi người đợt thứ hai trong đáy lòng lý trường thọ bất đắc dĩ cười một tiếng mở ra mấy cổ đạo nhân giấy bắt đầu gấp gáp chế tạo đăng mê đài mới lý trường thọ thu xếp tốt việc này vừa muốn trở về phòng bồi ở bên người đại pháp sư thình lình nghe ở phía chân trời truyền đến trận trận long ngâm và một tiếng kêu trong trẻo từ ngoài thiên ngoại truyền đến. Giáo chủ ca ca. Đợt tân khách long cung thứ nhất đã đến. Nhưng mà, ngao ức hứng thú bừng bừng rơi vào trong hậu viện, Xách theo vạt áo trường bào, trên khuôn mặt thiếu niên tràn ngập hưng phấn, nhanh chóng nhảy tới. Ta tới, ôi chao. Khóe mắt bắt được tân khách cả sảnh đường này, nụ cười của ngao ức cứng đờ, hai chân mềm nhũng, suýt nửa liền ghé ở trước mặt Lý Trường Thọ. Đây, đây là tình huống gì? Vào thời điểm ngao ớt được Lý Trường Thọ đỡ lấy, cả thân rồng đều sững sờ. Ngồi chính giữa hậu viện, không phải là nhân giáo huyền đô đại pháp sư đã từng xuất hiện tại Nam Hải sao? Bên trái là Triệu Công Minh, phía bên phải là Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Tần Hoàng Thiên Quân, Bạch Lễ Thiên Quân, Tam Giáo đều có đại năng ở chỗ này. Mặc dù cao thủ Tam Giáo đến cũng không nhiều, trên ý nghĩa nghiêm ngặt đệ tử Thánh Nhân cũng chỉ có 4, 5 vị, nhưng phân lượng của mấy người này cũng thật sự quá nặng trong lúc nhất thời, ngao ức lại cảm giác chính mình không xứng làm đệ đệ của giáo chủ ca ca nhà mình nhị thái tử long cung hắn tiểu chân tiên tiệp giáo thật sự có một chút làm cho lão ca mất thể diện nhưng mà ngao ức lại nghe thấy một tiếng nói mang theo sự trách cứ bất huynh ngươi làm sao bây giờ mới đến ngao ớt ngẩng đầu nhìn hóa thân đạo nhân giấy lý trường thọ vừa định nói chuyện liền nghe lý trường thọ truyền âm bình tĩnh một chút hướng về phía trước làm lễ sau đó mời mấy vị trưởng lão long tộc đến đây uống trà. Ngao ất liền vội vàng gật đầu, đầu tiên hướng về phía trước bái kiến triệu công minh, lại hành lễ đối với đại pháp sư, lại xoay người hành lễ chào hỏi đối với mấy vị đại năng tiệc, xiển giáo. Thiếu niên đẹp trai với cặp sừng trên đầu xoay vòng vòng, trong miệng không ngừng gọi sư thúc, sư bá, làm cho người ta thấy. Liền muốn nhét vào mấy phong bao lì xì. Tần Hoàng Thiên Quân cười nói, đây là khách tu hành trên kim ngao đảo chúng ta, đệ tử của ô vân đại tiên cũng là nhị thái tử long cung đông hải ngao ất lập tức tiên nhân xiển giáo khen ngao ất biết cấp bậc lễ nghĩa biết làm cho người ta vui vẻ tiên nhân tiệp giáo tán thưởng ngao ất có bộ dáng tuấn tú căng cơ ổn khiến cho ngao ất có một chút xấu hổ khi được khen huyền đô đại pháp sư nói ngao ất đi đến đây vâng ngao ất vội vàng đi về phía trước thi lễ đệ tử đại pháp sư lấy ra một chiếc bình ngọc từ trong tay áo bỏ vào trong tay ngao ất cười nói biết long tộc các ngươi không thiếu bảo vật đây là linh đang cố bổn tăng tu do lão quân luyện chế cũng coi như vật hiếm lạ ngươi là nhị giáo chủ hải thần giáo hộ pháp hải thần giáo chớ có lãnh đạm sự tình tu vi ngao ất ấn đề ép sự kích động trong đáy lòng cám ơn đại pháp sư ban thưởng lý trường thọ ở bên cạnh quan tới một đạo ánh mắt yếu ớt đại pháp sư hít mắt cười khẽ làm như không nhìn thấy tiên nhân hai bên đều không phải người vụng về dù không biết nội tình của hải thần giáo nhưng nhìn thấy ngao ức, long tộc hiểu rõ được quan hệ giữa ngao ất cùng với hải thần giáo phần lớn đều đã rõ ràng vì sao hải thần trường canh đạo nhân sẽ mời tiên nhân tam giáo đến đây xem lễ hẳn là muốn làm cho long tộc kiêu ngạo bị chấn động không bao lâu ngao ức mời mấy vị trưởng lão long tộc đến ngồi ở một góc hậu viện nghỉ ngơi vài vị trưởng lão long tộc này ngược lại là rất bình tĩnh dù sao cũng đều là kẻ đã gặp qua sóng to gió lớn, không giao lưu một chút nào cùng với tiên nhân tam giáo, duy trì sự rụt rè và ngạo khí của long tộc. Vào trước khi đợt tiên nhân hai giáo xiển tiệc thứ hai chạy đến, tân khách cũng đã đến gần đông đủ. Lý trường thọ chọn đúng giờ thần, lúc phương đông nổi lên ánh sáng trắng, dẫn dắt sáu tòa đăng mây đài đến trên không miếu hải thần. Huyền đô đại pháp sư đứng lên, cười nói, mời các vị, đi xem trường canh chuẩn bị gì đi tiên nhân hai giáo cùng nhau đứng dậy đi theo phía sau huyền đô đại pháp sư phiêu nhiên đi ra khỏi nơi đây ngồi xuống trên đăng mây đài mấy người huyền đô đại pháp sư triệu công minh xích tinh tử hoàng long chân nhân thập thiên quân hỏa linh thánh mẫu lý trường thọ an bài riêng ở trên một tòa đăng mây đài các chúng tiên khác ngồi theo đạo thừa của mình mấy vị trưởng lão long tộc cũng chiếm được một tòa đăng mây đài mặc dù so với đại hôn phô trương của long tộc hải thần giáo làm xác thực hơi có vẻ keo kiệt một chút. Nhưng lúc sáu tòa đăng mây đài bay ra An Thủy Thành, khung cảnh tấp nập bên dưới cũng khá ngoạn mục. Vào giờ phút này sáu đóa mây trắng bay tới, tiên quan lượng lờ trên đó, bóng người đông đảo, tất cả phàm nhân phía dưới đều hô to hải thần, tiên nhân, tiếng gầm như núi kêu biển gầm. Rất nhanh, sáu đóa mây trắng dừng hẳn, ngay ở trước tòa đài cao kia, ở vào chỗ thưởng thức tốt nhất mà Lý Trường Thọ suy tính ra. Lại không bao lâu, mấy trăm cao thủ long tộc chạy đến, cưỡi mây mà ngồi ngay bên cạnh đăng mây đài, phần lớn đều hiếu kỳ đánh giá huyền đô đại pháp sư, triệu công minh và các cao thủ đạo môn. Muốn không phục, lại không dám không phục. Lý trường thọ xây tòa đài cao này cao 10 trượng, xây bằng đất và đá, trên đó có một bệ vuông, dài và rộng 20 thước, ba mặt đều có cầu thang lên xuống. Phía nam đài cao dựng thẳng một tấm gương đồng to lớn, trên đó khắc họa pháp trận phức tạp, không biết rõ tác dụng hải thần giáo đây là định làm gì? Tiên nhân hai giáo đều có một chút không rõ ràng cho lắm, Long Tộc cũng cảm thấy mới lạ. Trường, Canh Huyền Đô Đại Pháp Sư nói một tiếng, ngay ở sau sườn đài cao, Lý Trường Thọ đang bàn giao sự tình đối với mấy vị nữ nhạc sĩ, vội vàng cưỡi mây bay đi lên. Đệ tử ở đây. Đây là chuẩn bị làm cái gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói, ngươi là muốn giảng đạo ở chỗ này, hay là tuyên dương giáo nghĩa hải thần giáo của ngươi đối với phàm nhân lý trường thọ vội nói đại pháp sư đệ tử nào dám giảng đạo ở trước mặt nhiều cao nhân như vậy giáo nghĩa của hải thần giáo cũng chỉ là vì khởi xướng phàm nhân hướng thiện hôm nay có một cọc việc vui cho nên đệ tử đặc biệt chuẩn bị một chút vũ kịch giải buồn cho các vị tiền bối đạo hữu và nhóm tín đồ hải thần giáo đại pháp sư lập tức trở nên hào hứng ngươi còn hiểu những việc này hiểu chút ít lý trường thọ cười nói đệ tử sẽ đi xuống chuẩn bị đại pháp sư nói đi làm việc đi ta sẽ giúp ngươi chiêu đãi nơi đây các tiên nhân trên đăng mây đài hai bên vội vàng lên tiếng đều nói không cần phí tâm bọn hắn tự tiện là được để cho đại pháp sư bưng trà đưa nước đó là quy cách chiêu đãi chỉ có ở tử tiêu cung mới có thể có lý trường thọ bay xuống tiếp tục bận rộn hắn thân lạc đạo diễn hiện trường vẫn phải chỉ đạo tại hiện trường rất nhanh liền có vài chục đại hán khiên các loại nhạc khí trống to cổ cầm tỳ bà đến hai góc phía nam của đài cao ngay sau đó những đại hán lực lượng này đứng giữa đài cao khoanh tay trước ngực tiến hành tạo hình mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng trên thực tế lý trường thọ vẫn luôn không ngừng truyền âm chú ý biểu tình đợi lát nữa nhất định phải cười nghĩ đến một ít chuyện vui vẻ người đứng ở góc cuối cùng kia vị trí lệch rồi dịch sang bên trái ba tấc nhất định phải nhớ rõ, giống như diễn luyện trước đó, dùng sức phải vừa phải, nhất định phải vừa phải, các ngươi là đang khiêu vũ, không phải đang đánh nhau với thôn bên cạnh. Lại có từng nhạc sĩ lên đài cao, đều là một chút nam nữ phàm nhân, ngồi ở bên cạnh nhạc cụ. Lúc này, Lý Trường Thọ lắc lắc vất trần. Tấm gương đồng kia dẫn dần trở nên sáng ngời, tấm chế, phù lục trên đó đều mở ra, hình chiếu hiện ra khắp nơi trên không trung. Sắc trời dần sáng. 49 tráng hán lập trận thế, đoàn nhạc sĩ hai bên tay đã ấn trên dây, hoặc là cầm sáo để bên miệng. Khi phía đông xuất hiện một tia ánh sáng vàng nhạt, mặt trời ra ngoài đông hải, một chùm ánh vàng chiếu rọi trên đài cao. Lý Trường Thọ vỗ vỗ bả vai của Ngao ức, Ngao ức hít vào một hơi thật sâu, thân hình thẳng tắp nhảy lên, rơi vào vị trí chính giữa phía sau đài cao, giơ dùi trống trong tay lên, dùng sức đập. Đùng! 49 tráng hán người mặc đoạn sam màu đỏ, chỉnh tề dậm chân, huy quyền, tuy là phàm nhân, lại có một cổ lực lượng nam nhi cường đại. Một tráng hán đứng ở phía trước nhất hướng về phía trước phóng ra nửa bước, trong miệng la lên, ai hắc, ai hắc, ai hắc, nhà. Kèn vang lên, dây đàn hợp tấu, mấy chục tráng hán bắt đầu cùng múa theo nhịp trống, động tác nhịp nhàng, trận hình không ngừng biến ảo. Biển người ở phía dưới lập tức truyền đến từng tràng tiếng khen, các tiên nhân mây trên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hồng Hoang vào lúc này, nói đến ca múa nhạc, cho người ta ấn tượng cố hữu chính là một đám nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa, ôm nhu toát ra, nhỏ nhắn mềm mại, xem chính là một cái ý cảnh mông lung. Nhưng những gì Lý Trường Thọ làm lúc này, cũng có một chút ý xấu xa, khúc mở màn này chính là đoạn ngắn, người lao động là đẹp nhất, cải biên mà thành. Ban đầu, hắn đã gỡ bỏ tất cả những chương trình này, vì hắn cảm thấy rằng điều đó là không cần thiết nhưng ngày hôm nay có nhiều tiên nhân tam giáo đến như vậy vì chiêu đãi những tiên nhân này lý trường thọ lại đưa những tiết mục này trở về múa xong một khúc mười mấy vị tráng hán thở hổn hển mang theo nụ cười chân thành nhiệt tình người phàm bên dưới lại hò reo tiên nhân trên mây cũng ngạc nhiên lý trường thọ nhẹ nhàng thở ra hiệu quả coi như không tệ ngao ất ngừng đánh trống quay người nhảy lên thân hình hóa thành một đầu thanh long lấy đài cao làm điểm xuất phát bay một vòng chung quanh hội trường to như vậy hóa thành hình người rơi vào trên đài cao phía dưới lập tức vang lên từng đợt tiếng hò hét đại hộ pháp đại hộ pháp ngao ất hướng về phía trước chắp tay thở dài thân ảnh bay lên trước biển người tất cao giọng nói bằng hữu bên kia các ngươi khỏe không bằng hữu trên núi trong biển các ngươi khỏe không vô số con sóng tràn qua rót thành chữ hảo ngao ất đưa tay ép xuống tiếng hoang hô cấp tốc yên lặng xuống lại nghe vị long tộc nhị thái tử này cao giọng la lên hải thần giáo gặp được hỷ sự tiên bằng hữu tụ tập tín đồ tụ các vị hội tụ đến đây chúc mừng đại điển hải thần hải thần cũng ở trong biển nhìn chăm chú phái ta đến đây chúc mừng cùng với các vị mọi người chớ có chen chúc chớ có ầm ĩ nếu có đói khát đều có thể ở trong khu vực của mình tìm được cơm canh nước sạch đã chuẩn bị tốt từ trước nếu có người tranh đoạt kẻ nháo sự hải thần liền sẽ khiển trách đã nghe rõ ràng. Vô số phàm nhân bên dưới cùng nhau hét lên. Rõ. Ngao ất tươi cười đáp lại, nhìn lướt qua dòng chữ viết trên lòng bàn tay, lớn tiếng nói, tiếp theo, là thần sứ hùng trại hải thần giáo chúng ta, cùng với nhóm thành vệ binh phủ chủ An Thủy Thành, diễn một vở kịch nhân tộc chìm nổi. Đây là quá trình tổ tiên nhân tộc một đường phấn đấu, cũng ký thác chờ mong của tổ tiên nhân tộc đối với nhân tộc đương đại. Giới thiệu xong, Ngao ớt nhảy xuống đài cao, thở vào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười vui vẻ đối với giáo chủ ca ca của chính mình. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Lúc này, lại có 17, 18 tráng háng mặt da thú, đầu đội vòng cỏ sông lên đài cao, từng người hô lên hú hú hú. Tình huống này có nghĩa là nhân tộc vừa mới được nữ hoa tạo ra, tỉnh tỉnh mê mê ở trên mặt đất, sống bằng cách hái lượm và săn bắn. Nhạc nền, vũ đạo cũng được trình diễn. Trong lúc nhất thời, tiên nhân, tiên long phía trên, phàm nhân phía dưới, đều phát ra từng tràng tiếng cười. Đại Pháp Sư ngược lại là xem vô cùng cảm khái, trong mắt mang theo vài phần hồi ức xa xôi. Đây chính là tình hình sinh hoạt của các huynh đệ tỷ muội y năm đó. Ai, trường thọ cũng là có lòng. Đằng sau bộ vũ điệu này có 19 điệu múa như khoan gỗ tạo lửa, kỹ băng hà, thái cực, lũ lục diệt thế, tam hoàng ngũ đế, đều là căn cứ theo các đại sự của nhân tộc từ thời thượng cổ đến nay cải biên mà thành. Lúc nhân tộc vừa thành lập, giai điệu chủ yếu là vui nhộn, vào thời kỳ giữa nhân tộc gặp nhiều tai nạn, giai điệu liền trở nên thâm trầm, sụp sôi, lúc nhân tộc cuộc khởi, giai điệu lập tức trở nên huy hoàng hùng tráng. Không bao lâu, Đại Pháp Sư liền gọi Lý Trường Thọ tới. Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long Chân Nhân được các tiên nhân tam giáo vây quanh, tràn đầy phấn khởi hỏi Lý Trường Thọ, những ý tưởng này là làm sao nghĩ ra được xem quả thật rất thú vị lý trường thọ cũng không thể nói thẳng những tiết mục này là sao chép từ kiếp trước liền nói hóa thân của chính mình du lịch ở bên trong phàm trần kết hợp với nhiều hình thức biểu diễn của phàm nhân làm ra loại vũ kịch kể chuyện xưa này cũng không phải là do chính mình sáng tạo nếu như các đại lão có hứng thú hắn còn có thể làm thêm ca kịch chúng tiên lập tức hết lời ca ngợi vào lúc tiết mục ca múa trình diễn được khoảng một phần ba, Nam Bắc đều có hai đóa tiên vân bay đến, xiển giáo Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tiệt Giáo Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, từng người mang theo hơn trăm luyện khí sĩ chạy đến tham gia náo nhiệt. Đây tự nhiên là coi trọng mặt mũi của Huyền Đô Đại Pháp Sư. Huyền Đô và Lý Trường Thọ nên đón trái phải, an bài chúng tiên nhập tọa. Vị trí của Long Tộc lại bị chen ra xa hơn một chút. Lại chỉ qua chốc lát một đóa đám mây màu xám bay tới từ phía tây. Một vài người đàn ông lực lưỡng đứng phía trước, theo sau là hàng trăm thân hình vạm vỡ, chính là nhóm người địa phủ vừa mới chạy đến. Bọn họ nhìn thấy có mấy vị vu nhân biểu diễn ca múa ở trên đài cao, lập tức trao mày. Câu hồn sứ giả ngưu đầu cau mày nói, đời sau của vu tộc chúng ta, làm sao lại khiêu vũ trên sân khấu. Một vị tướng quân địa phủ chọc chọc vào cánh tay của ngưu đầu, cái cầm hết về phía bóng dáng to lớn trên đài cao. Ngưu đầu tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra mấy người trong đó, vừa cẩn thận cảm nhận đạo vận những cao thủ này che giấu, không khỏi cười ngượng ngùng một hồi. Nhảy hay lắm, tranh sĩ diện cho chúng ta. Một đám âm sai địa phủ xuất thân từ vô tộc lập tức buồn cười. Lý trường thọ bay tới nghênh đón, tự báo gia môn hải thần Nam Hải, cũng nhắc tới bạn tốt của độ tiên môn Lý trường thọ. Ngưu đầu và các vô tộc khác cũng vô cùng khách khí, không ngừng tán thưởng hải thần, cảm kích hải thần giáo đã chiếu cố vô nhân nhất tộc. Đây cũng là bắt đầu chính thức thành lập giao tình với địa phủ. Vô tộc thích đứng ở phía trên mặt đất, Lý Trường Thọ cũng đã dành chỗ trước cho họ, sự xuất hiện của nhóm người địa phủ cũng không có dẫn tới chú ý gì. Nam Hải Chi Tân, tiếng nhạc trăm dặm. Đại điển Hải Thần, treo hò cười nói. Đợi tổ múa, nhân tộc chìm nổi, kết thúc, bầu không khí đại điển đã được đẩy lên cao trào. Cũng có tiên nhân tiệt giáo, tiên nhân diễn giáo đến tìm lý trường thọ hỏi ý nên làm như thế nào mới có thể tập luyện điệu múa như vậy trong lúc nhất thời lý trường thọ cũng nói không nên lời chỉ nói là sau khánh điển lại trò chuyện với họ sau màn nhảy tập thể hai đại hán nhảy lên đài cao cầm kèn đánh chiên bắt đầu biểu diễn bài hát truyền thống của hải thần giáo ca ngợi hải thần bài múa tiếp theo của nhóm hải thần và long và biển đã được chuẩn bị đáng nhắc tới chính là bên trong bài múa này còn có nội dung vũ đạo, cùng nhau vẽ long, nếu như ta đánh bắt cá ngươi vẫn yêu ta sao? Từ sáng sớm đến buổi sáng, Nam Hải chi Tân Phi thường náo nhiệt, Đại Điển Hải Thần cũng coi như là một dịp đặc biệt. Mà lúc này, tại Nam Thiên Môn, bị tiếng ồn ào dưới thế gian kinh động, chúng thiên tướng cũng chỉ có thể nhẫn nại lòng hiếu kỳ, lặng lặng chờ đợi buổi trưa đến. Ở phía Nam Hải, sao lại náo nhiệt như vậy? Ở trước Nam Thiên Môn, đông một công đổi một thân áo bào mới tinh, bưng tấm ý chỉ lóng lánh thất thải quan kia mang, mỉm cười nói. Ở phía sau đông một công, là mấy vị thiên tướng cảnh giới kim tiên đạo vận thâm thúy, khí tức ngưng thực, từng người trả lời đôi câu. Ở phía sau vài vị thiên tướng cảnh giới kim tiên này, thì là từng dãy thiên binh thiên tướng mặt giáp rực rỡ. Thiên binh cầm thương, thiên tướng cầm bội kiếm, đều mặc chiến giáp màu bạc, biểu tình vô cùng trang nghiêm. Đây là lần đầu tiên thiên đình giống trống khu chiên như thế, hạ phàm ban bố một đạo ý chỉ của ngọc đế bệ hạ mấy vạn thiên binh thiên tướng này đều đã trải qua sự sàng chọn nghiêm ngặt từ tu vi đến tướng mạo đều có yêu cầu tương đối thiên tướng càng là do một công đích thân chọn lựa ra đều là những người có đủ tiêu chuẩn và đáng tin cậy lúc này chúng thiên binh thiên tướng cũng đã đạt được tin tức lần này là ngọc đế bệ hạ sắc phong vị hải thần kia thành chính thần thiên đình vị hải thần này là người như thế nào trong mấy chục năm qua bên trong thiên đình ngược lại là lưu truyền không ít lời đồn có quan hệ đến hải thần nam hải có người nói hắn là tiểu đệ tử của thánh nhân lão gia nhân giáo được thánh nhân lão gia chọn trúng phò tá ngọc đế bệ hạ trong đại nghiệp chỉnh hợp tam giới cũng có người nói hắn là tri kỷ của ngọc đế bệ hạ là mưu thần ngọc đế tín nhiệm nhất nhưng đối với chiến trận bày ra ngày hôm nay không ít thiên tướng vẫn cảm thấy ít nhiều vẫn có một chút chuyện bé xé ra to nguyệt lão mặc một thân hỉ bào cưỡi mây bay tới từ phía sau sau khi hành lễ đối với đông một công nhíu mày hỏi một công chúng ta đi chúc mừng còn cần chuẩn bị thêm thứ gì không chuyện này bệ hạ vẫn chưa bàn giao đông một công trầm ngâm đôi chút đến lúc đó nguyệt lão cùng với các vị cùng nhau hướng về phía trước chúc mừng là được không chuẩn bị hạ lễ gì tất nhiên là không cần đông một công cười nói đợi hải thần đạo hữu vào thiên đình lại tặng lễ vật cũng không muộn, ngày hôm nay thì không cần. Không sai, một công nói có lý. Nguyệt lão chắp tay một cái, cáo lui mà đi. Đông một công tính toán thời gian, liếc nhìn phương vị mặt trời, nói, các bộ thiên binh chuẩn bị. Trong ngoài nam thiên môn, mấy vạn thiên binh cùng lên tiếng trả lời, rõ. Ừm. Đông một công gật gật đầu, một canh giờ nửa liền xuất phát. Khẩu khí của chúng thiên binh thiên tướng vừa nhấc lên liền giảm xuống, cũng có một chút yếu ớt hô lên một công rõ ràng là có một chút khẩn trương không có cách nào người bên cạnh không biết phân lượng của đạo ý chỉ này đông một công thường bầu bạn bên người ngọc đế cho nên biết rất rõ ràng vị hải thần này chắc chắn sẽ là trọng thần thiên đình sau này chỉ cần đợi sự tình long tộc kết thúc thần vị của hải thần chỉ sợ là sẽ ngang hàng với đông một công hắn hơn nữa vị hải thần này muốn bối cảnh có bối cảnh muốn mưu lược có mưu lược biết làm thần làm người ngọc đế bệ hạ khen không dứt miệng đối với hắn lại hết lần này đến lần khác không có bao nhiêu kiên kỵ thật là thần so với thần cũng là có chênh lệch mở ra đạo ý chỉ ẩn chứa thất thải lưu quan này đông một công đọc kỹ nội dung phía trên sợ sau này chính mình đọc sai một chữ dùng sai âm điệu tiên nhân bế quan đều đo lường theo đơn vị năm đối với đại bộ phận thiên binh thiên tướng mà nói một canh giờ cũng chỉ thoáng một cái liền qua nhưng đông một công lại cảm thấy một canh giờ này, mặt trời đi không khỏi quá chậm một chút, chậm đến mức đạo tâm của hắn cũng đều có một chút dày vò. Rốt cuộc. Xuất phát. Đông một công quát nhẹ một tiếng, tinh thần của chúng thiên binh thiên tướng đại chấn, cưỡi mây, xuất phát, từ đường mây trên nam thiên môn, bay thẳng tắp về phía nam thiện bộ châu. Đúng vào lúc này, ở Nam Hải Chi Tân. Đạo môn đã cảm ứng được một chút dị dạng, các cao thủ long tộc, phân ra một ít lực chú ý từ bên trong ca múa biểu diễn, nhìn về phía không trung. Nơi đó, từng tầng mây trắng bị đè xuống, trên đó có từng thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Thiên binh thiên tướng. Những thiên binh này tới để làm gì? Chẳng lẽ, cũng tới chúc mừng. Lại nói, vì sao hôm nay hải thần giáo lại tổ chức khánh điển này? Ở bên trong một chút tiếng nghị luận, ca múa ở trên đài cao đột nhiên ngừng, ngao ớt nhảy lên trên đài cao một lần nữa, trong tay giơ lên một tấm ngọc bài khắc đầu rồng, cao giọng nói, binh tướng long tộc ở đâu? Chúng cao thủ long tộc cùng đồng thanh hô lên, mạc tướng, thần, có mặt. Ngao ớt tóc dài tung bay, tràn đầy khí thế, hiếm thấy chủ động lộ ra một chút uy nghiêm. Chân long hộ pháp hải thần giáo, dẫn theo một ngàn tiên giao binh, tiến đến nên đón chúng thiên binh thiên đình. Vâng. Lập tức, liền nghe từng hồi rồng gầm, mười mấy đạo thân ảnh long tộc xông ra mây mù, tại không trung hóa thành thân hình chân long dẫn dắt ngàn đầu dao long phá không mà lên bên trong ánh mặt trời chiếu sáng các loại vẫy rồng chiếu sáng rạng rỡ cảnh tượng một ngàn con rồng bay lên trời thật hùng vĩ ngoạn mục không ít phàm nhân kích động không thôi mặc dù không biết cụ thể nên kích động vì điều gì trên khuôn mặt thanh tú của ngao ất tràn đầy trang nghiêm lại cao giọng hô mời tượng thần hải thần hắc hắc hô hắc Tiếng hô lớn vang lên bên cạnh đài cao, 18 vị thần sứ hải thần giáo, gánh một pho tượng thần bạch ngọc cao ba trượng, từ bên cạnh lên đài, đặt tượng thần ở chính giữa đài cao. Cấm chế bên cạnh đài cao lặng yên mở ra, đạo đạo tiên quan vần quanh pho tượng thần này. Dưới đài cao, chúng tín đồ hải thần giáo cùng nhau quỳ lạy. Ngao ức hô to một lần nữa, mời hải thần. Mời hải thần. Ban đầu chúng phàm nhân còn có một chút sững sờ, mà chúng tiên tam giáo cùng với những cao thủ long tộc, vô thức bắt đầu tìm thân ảnh của Lý Trường Thọ, lại đột nhiên phát hiện ra, Lý Trường Thọ chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng vào lúc này, một chùm quang mang bay ra từ trong nước biển Nam Hải, hoặc một cái trên không trung, chiếu rọi ở trên gương đồng. Tượng thần hải thần trước gương đồng nhanh chóng hòa tan, đảo mắt liền bị mây mù bao trùm. Khi mây tan, một bóng người được tạo thành từ ánh sáng xanh lặng lẽ đứng đó cảnh tượng như vậy, đồng loạt được truyền đến tất cả các nơi trong hội trường. Tất cả phàm nhân đều hô to hải thần, phần lớn tiên nhân đều nói làm màu. Đại Pháp Sư thấy thế cũng cười đến hiếp cả mắt, triệu công minh đỡ râu mà cười, Hoàng Long chân nhân ngược lại là mặt lộ vẻ suy tư. Mấy vị cao thủ khác như Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, tất cả đều cười không nói. Bọn họ đều là người có kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết, đây chỉ là vì gia tăng tín ngưỡng của phàm nhân, dùng một chút thủ đoạn. Mặc dù xảo diệu, lại không được coi là lợi hại. Đột nhiên nghe người ánh sáng kia mở miệng nói, hóa thân của ta ở đâu? Ở phía sau đài cao, đạo nhân giấy lão thần tiên của Lý Trường Thọ bay lên, rơi vào phía sau người ánh sáng, sau đó bưng phất trần, cất bước tương dung với người ánh sáng thế này. Trong nháy mắt, trên đài cao hiện ra từng làn sóng, gần sóng xa gần. Đợi quan mang biến mất, sóng nước tiêu tán, một cổ linh khí tinh thuần cuốn đi theo gió. Đối với những linh khí này, phàm nhân hít một hơi có thể bồi bổ cơ thể và chữa bách bệnh, hít hai hơi có thể bổ sung những thiếu hụt, hít ba hơi. Hụt lại nói chính sự. Vào giờ phút này, hóa thân đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đứng sóng vai cùng với Ngao Ất, tiếp nhận lực lượng công đức hương hỏa tụ đến. Lý Trường Thọ hao tâm tổn trí thực hiện tảo thuật như vậy, chẳng qua là vì để cho tín đồ hải thần giáo khỏi bị vỡ mộng nếu đạo nhân giấy lão thần tiên thường xuyên qua lại trực tiếp đứng ra nói chính mình là hải thần các phàm nhân mặc dù sẽ tin nhưng khẳng định sẽ làm hao tổn lòng mong mỏi đối với hải thần màu mè một phen như vậy lại là nam hải nổi tiên quan lại là sử dụng pháp thuật cấu thành một đạo hư ảnh lại chỉ ra bộ dáng lão thần tiên như vậy chỉ là hóa thân hải thần trực tiếp tăng lên độ dày thần bí của hải thần càng khiến cho tính đồ tin tưởng hương hỏa công đức chính là ngưng tụ đến như vậy ngao ớt vái chào lui về phía sau hai bước lý trường thọ ngồi xếp bằng trên không trung thân hình chậm rãi bay lên mười trường miệng tụng giáo nghĩa hải thần giáo khuyên nhủ tính đồ hải thần giáo nên cần cù làm giàu kính già yêu trẻ không bao lâu từng tia từng tia hương hỏa công đức ngưng tụ ở trên đỉnh đầu phàm nhân này hóa thành ánh sáng màu vàng ống đầy trời tụ tập về phía lý trường thọ Tiên nhân tam giáo nguyên bản còn có một chút buồn cười, cảm nhận được những lực lượng công đức thật sự rõ ràng này, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ cũng thay đổi. Không ít tiên nhân cố ý phát triển thần giáo hương hỏa, ngày hôm nay cũng thật sự học hỏi được kinh nghiệm. Làm Lý Trường Thọ nói xong giáo nghĩa hải thần giáo, chân trời lập tức vang lên tiếng trống trận, từng đóa từng đóa mây trắng bay tới từ chân trời, thiên binh thiên tướng mặt giáp bạc đứng đầy trên đó. Từng hồi rồng gầm, hàng nghìn con rồng bay tới từ xa, Hoàn thành nhiệm vụ tiếp dẫn thiên binh. Lúc này, đại bộ phận cao thủ Long tộc, tiên nhân tam giáo cũng còn chưa kịp phản ứng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vào giờ phút này, một cổ lực lượng thiên đạo ngưng tụ ở bên trên Nam Hải, một chùm cột sáng màu vàng bắn ra từ Nam Thiên Môn Thiên Đình, xuyên qua tầng tầng không gian, chiếu ở trên người Lý Trường Thọ. Thân hình Lý Trường Thọ đứng lên trong không trung, trong mắt toát ra một chút thần quang, tất cao giọng nói, ngày hôm nay chính là thời điểm ta được thiên đạo tán thành, đạt được thần vị chính thần. Lời nói của hắn rơi xuống, trên một đóa mây trắng, thiên binh thiên tướng tránh ra một con đường, một thân ảnh đạp trên ánh vàng mà đến, áo khuyết bồng bềnh, tóc dài phất phới, tay nâng vải vóc bảy màu, tất nhiên là đông một công. Tiên thức của đông một công quét qua phía dưới, tay không nhịn được hơi run rẩy. Đây, đây là chiến trận gì? Trợ uy cho thiên đình, hay là ra oai phủ đầu với thiên đình? tam giáo sao lại có nhiều đại nhân vật tới đây như vậy đông một công dơ cao ý chỉ trong tay ổn định tâm thần hét lớn hải thần nam hải ở đâu lý trường thọ ở phía dưới vái chào sau đó ngẩng đầu mà đứng ở bên trong ánh vàng tiểu thần ở đây ngọc đế có chỉ hải thần nghe phong đông một công chậm rãi trải quyển trục trong tay cao giọng đọc hôm nay nam hải chi tân có hải thần thu thập tín đồ lập thần giáo hương hỏa dạy bảo vạn dân che chở phàm tục, trảm yêu trừ ma, có khổ công lao. Thiên đình ngọc đế bệ hạ nhìn thấy hải thần làm việc thiện, hội tụ dân tâm, cho nên phá lệ riêng. Phụng lệnh hạo thiên ngọc đế vô thượng chí tôn. Phong Hải thần Nam Hải Lý Trường Canh trở thành đại thần Tứ Hải. Hưởng sự tế bái của sinh linh Tứ Hải, truyền đạo trên Tứ Hải Chi Tân, gia nhập hàng ngũ tiên gia lăng tiêu điện thiên đình, có quyền lực nghị sự ở thông minh điện, quản lý sự tình tranh đấu, bệnh dịch, binh quyền, thảm họa tại Tứ Hải. Thay mặt thiên đạo giám sát Tứ Hải. Lý Trường Thọ ở phía dưới vái chào, trong miệng hô, trường canh lĩnh mệnh. Hắn vừa mới nói xong, ý chỉ trong tay đông một công hóa thành từng đạo lưu quan thất thải, bí mật mang theo lực lượng thiên đạo nồng đậm, bay vụt về hướng Lý Trường Thọ, trực tiếp chui vào ngực của Lý Trường Thọ. Chỉ một thoáng, một cổ lực lượng thiên đạo bao bọc Lý Trường Thọ, ánh sáng vàng nhanh chóng ngưng tụ với những lưu quan thất thải kia, cùng nhau chui vào bên trong hóa thân của Lý Trường Thọ, trực tiếp đi tìm bản thể của hắn. Quả nhiên là như vậy. Không kịp cảm thấy may mắn, bản thể Lý Trường Thọ đã bị công đức bao phủ. May mắn thay, cũng chỉ là công đức rơi xuống, cũng không có loại hình cảm ngộ gì cưỡng ép tăng cảnh giới lên cho hắn. Tu vi cảnh giới là một trong những ác chủ bài của Lý Trường Thọ, cử động này cũng không phải là uy hiếp, mà là mê hoặc. Nếu như hắn độ kim tiên kiếp vào lúc này, lại may mắn vượt qua vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp nói cho người bên ngoài hắn chỉ là vừa tu thành kim tiên như vậy ngược lại là càng nguy hiểm hơn một ít chỉ có làm cho người nhắm vào mình đoán không ra thực lực chân thật của mình mới có thể khiến cho đối phương có càng nhiều cố kỵ cố ý chỉ hóa thành lực lượng thiên đạo kia tại nguyên thần của lý trường thọ ngưng ra một thanh đinh ba thất thải lưu quan nguyên thần của lý trường thọ nắm chặt đinh ba mây gió bên trên nam hải biến hóa Mặt biển nhất lên trận trận sóng cả. Nguyên thần lập tức buông đinh ba ra, nam hải cấp tốc khôi phục lại sự bình tĩnh. Thần vị này không chỉ có ý tứ. Chính mình bây giờ có vẻ như thật sự có thể ảnh hưởng đến các nơi tứ hải. Trên bầu trời, đông một công lại hít vào một hơi, cao giọng nói, Ngọc đế bệ hạ có thưởng. Lý Trường Thọ cũng không dám đụng thanh đinh ba kia, lặng lặng nghe thưởng. Ngọc đế ban xuống ba loại bảo vật bảo vật thứ nhất là bảo lục thủy văn tứ hải ghi chép tường tận tin tức tứ hải bảo vật thứ hai là triều phục chính là một kiện linh bảo công đức năng lực phòng hộ bình thường nhưng trọng điểm là mặc vào rất đẹp trai bảo vật thứ ba là một thanh bảo kiếm chính là linh bảo công đức hậu thiên trên đó có khắc danh hào hải thần có thể điều động binh mã thiên đình bằng thanh kiếm này có thiên tướng nâng ba loại bảo vật đáp xuống lý sau khi trường thọ nhận lấy trong đáy lòng cũng có một chút cảm khái Ngọc đế cũng coi như đủ ý tứ, cho thần vị, cho công đức, cho quyền lại cho binh. Với sự đối đãi phong phú như vậy, cũng không biết tiên nhân Tam giáo sẽ có một tí xíu hướng tới đối với Thiên Đình hay không. Tiên thức đảo qua, phát hiện ra biểu tình của tiên nhân Tam giáo phần lớn đều là hiếu kỳ, cộng thêm cảm giác rất thú vị. Ngược lại là sắc mặt của chúng Long tộc có một chút phức tạp, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ghen tị. Điểm nổi bật của ngày hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu. Lý Trường Thọ tay cầm hải thần kiếm, khẽ quát một tiếng, nhị giáo chủ ngao ức ở đâu? Một tiếng long ngâm, ngao ức hóa thành thanh long bay tới, co thân trồng lại, trôi nổi ở trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói, nay ta làm hải thần, ngươi là đại thống lĩnh thủy quân tứ hải, nên có thần vị thiên đình. Nói xong, Lý Trường Thọ chỉ trường kiếm về phía trước, vừa định đưa một phần công đức thần vị của bản thân ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, một vệt ánh vàng lại bay vụt mà đến từ nam thiên môn, rơi vào trên người ngao ất, bao trùng thân rồng của ngao ất. Lý Trường Thọ Chật chật Ánh vàng này so với ánh vàng bao phủ Lý Trường Thọ trước đó phai nhạt hơn rất nhiều, lực lượng công đức ẩn chứa tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Lực lượng thiên đạo bao quanh người ngao ất, vẫy rồng trên khắp cơ thể của y sáng lên. Đột nhiên, một vệt sát khí đỏ như máu, bay ra từ trán của ngao ất, ngưng tụ thành một cổ hư ảnh đen nhánh, lại bị lực lượng thiên đạo vọt thẳng tới đánh nát. Đó là nghiệp chướng của long tộc. Ngao Ức lấy được thần vị thiên đạo, dù chỉ là cấp thấp nhất, phụ thuộc vào thần vị hải thần, nhưng lại được tẩy sạch nghiệp chướng mang theo trước khi sinh ra. Đột nhiên, trên khắp cơ thể của Ngao Ức tuôn ra từng đạo thanh quang rực rỡ, bao trùm cơ thể của Ngao Ức. Lực lượng huyết mạch đã không còn hạn chế. Huyết mạch Long Vương bắt đầu nổi lên từ đây. Thanh Long phóng lên tận trời, đụng vào bên trong một mảnh mây đen. Đôi quang trong ngoài mây đen nở rộ, nhưng khí tức của Ngao ức lại đang vững bước tăng lên. Lý Trường Thọ thấy thế, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mấy trăm cao thủ Long tộc kia vào giờ phút này hơn phân nửa đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, hiển nhiên là có xúc động cực lớn. Không ít lão Long hai mắt trưng trừng, nhìn nhau không nói gì. Hiệu quả tốt đến không ngờ. Đường ra của Long tộc ngày hôm nay lý trường thọ đã bày ở trước mặt bọn hắn chọn như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn thanh đinh ba kia lần này lý trường thọ duy trì tâm cảnh bình ổn tay nhỏ nguyên thần cầm đinh ba trong đáy lòng hiểu ra rất nhiều điều bảo vật này chính là thần vị của chính mình biến thành dựa vào nó có thể nhấc lên sống cả tứ hải có thể ước thúc đại đa số sinh linh có linh trí không cao trong tứ hải chính mình nếu như đấu pháp với người khác ở bên trong phạm vi tứ hải còn có thể mượn dùng thần lực như vậy hơn nữa hiệu quả dò xét của thứ này dường như vô cùng không tệ lý trường thọ hơi động tâm niệm một chút vào giờ phút này tình huống trong phương viên vạn dặm nam hải tất cả đều hiện rõ ở trong đáy lòng hắn mà hắn cũng nhìn thấy ở bên trong phạm vi này vài thân ảnh ẩn nấp trên mặt biển ở phương hướng tây nam có ba lão đạo hai người trong đó đã từng bị triệu đại gia ăn vạ tại đông hải lần trước người tây phương giáo đã nhìn thấy việc này vậy thì không thể tốt hơn được. Mà tại phương hướng Đông Nam, cũng liền ở bên ngoài mấy chục dặm, ở bờ biển cách nơi đây vô cùng gần, bên trong một đóa vân vụ, bóng người xinh xắn kia lẳng lặng mà đứng, nhìn chăm chú nơi đây. Nàng, đến từ khi nào? Dường như đã nhận ra Lý Trường Thọ đang nhìn trộm bằng thần lực, tiên tử trong mây mù cười khẽ, ngược lại là hiển lộ thân hình, cưỡi mây đi thẳng về hướng đăng mây đài. Vị tiên tử đến nhưng không nguyện ý hiện thân này, dĩ nhiên chính là Vân Tiêu. Cũng chỉ có cao thủ như nàng mới có thể ở khoảng cách mấy chục dặm tránh thoát sự dò xét của mấy người Huyền Đô Đại Pháp sư, Triệu Công Minh, hiển nhiên, những người khác cũng không biết Vân Tiêu tiên tử trốn ở nơi đây. Lý Trường Thọ mượn thần khí Thiên Đạo ngoài ý muốn phát hiện ra hành tung của tiên tử, nàng lập tức lòng sinh cảm ứng, liền không còn ẩn nấp, thoải mái bay về phía Đăng Mây Đài. Nàng chẳng qua là không muốn hiện thân, cũng không phải là không thể hiện thân trong không trung lý trường thọ quay đầu nhìn mấy lần nhìn tiên tử từ góc độ này hắn càng cảm thấy chúc mừng hải thần cười to một tiếng nguyệt lão người mặc hỷ bào xuất hiện trong đám mây mang theo một số lớn văn thần võ tướng thiên đình hướng về phía trước không ngừng chắp tay đối với lý trường thọ lý trường thọ thu hồi ánh mắt trông về phía xa quay người chắp tay vái chào cùng với chúng tiên gia thiên đình bắt đầu thân mật chào hỏi làm ngọc đế thiên đình tối kỵ chuyện gì tất nhiên là tiên thần thủ hạ kết bè kết cánh, chiếm đoạt thần quyền. Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị đối với chuyện này, Hàng Huyên cùng với chúng tiên thần thì Hàng Huyên lại từ đầu tới cuối duy trì một chút khoảng cách, không đắc tội người, cũng không giao hảo với thần tiên ngoại trừ Nguyệt Lão. Sau khi chúng tiên chúc mừng xong, Đông Một Công lại cưỡi mây bay đến, cười nói, hải thần, ngươi hãy xử lý sự vụ trong thế gian, trong vòng 3 năm cần đến bên trong thông minh điện báo cáo công tác. Lý Trường Thọ vái chào, ngày hôm nay có thể được bệ hạ ban thưởng thần vị cũng là nhờ vào sự dìu dắt của một công trong những năm này hải thần khách khí đông một công cười nói sau này ngươi và ta là thần cùng điện hiệu lực vì bệ hạ nếu ta có động tác nào không thích đáng còn xin hải thần nhắc nhở nhiều hơn một công nói quá lời một đôi lão thần tiên thật giả này bèn nhìn nhau cười ăn ý lại là không giảm nên làm đều đã làm đông một công cùng với chúng tiên gia thiên đình cáo từ trong không trung xuất hiện đạo đạo ánh vàng, tiếp dẫn thiên binh thiên tướng trở về Nam Thiên Môn. Từ đầu đến cuối, chúng tiên thần thiên đình đều bị lực lượng thiên đạo bao bọc, chịu sự che chở của thiên đạo, điểm ấy cũng coi như là một đại tư thế của thiên đình. Thế nhưng, Lý Trường Thọ quan sát kỹ biểu tình của chúng tiên tam giáo một hồi, phát hiện ra bọn họ từ đầu đến cuối đều không có xúc động gì. Tu tiên vốn là vì tiêu giao, không muốn thiên quy trói buộc bản thân. Tiên nhân tam giáo đều đã được thánh nhân che chở, đối với thiên đình đương nhiên sẽ không có hứng thú gì. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không khỏi hiện ra nguyên nhân mặt ngoài gây ra đại kiếp phong thần, dĩ nhiên chính là đệ tử tam giáo không coi ai ra gì, không tuân theo mệnh lệnh của thiên đế, cho nên thiên đế đi đến tử tiêu cung khóc lóc kể lễ, đạo tổ gọi tam thanh thánh nhân đến lập ra phong thần bản. Giống như đế tân làm thơ nhục nhã nữ hoa, nữ hoa giận dữ phái ba yêu, đó cũng là chuyện phát sinh theo kiếp vận, trước đó lượng kiếp đã sớm bắt đầu vận chuyển. Tiên nhân tam giáo chướng mắt thiên đình, tự nhiên là bởi vì tiên nhân tam giáo có lực lượng. Trái lại những cao thủ long tộc kia, một đám thần tình kích động, không ít lão long lệ nóng doanh trồng, nhìn chăm chú tiểu thanh long đang lăn lộn trong mây đen và sấm sét. Hôm nay Lý Trường Thọ cũng coi như tương đối giảng nghĩa khí, không có trực tiếp đi xuống tiếp đại khách quý, mà là lặng lặng đứng tại không trung, chờ đợi ngao ức hoàn thành lột xác phàm nhân đếm không hết ở phía dưới đang không ngừng quỳ lạy lễ bái còn có người cho rằng hải thần muốn lên trời rời bỏ bọn họ từ bà lão 80 tuổi cho đến thiếu nữ hoa quý 16, 17 tuổi đều là khóc ròng ròng vạn phần không muốn cũng may lý trường thọ truyền âm nhắc nhở vài câu đối với thần sứ hùng trại chúng thần sứ lấy ra vài đoạn về mà lý trường thọ thuận miệng biên ra trước đây bắt đầu phổ cập tiểu tri thức thiên đình tại hiện trường hải thần chẳng qua là được thiên đế phong thưởng sau này sẽ vẫn luôn che chở tứ hải, chiếu cố ngư dân đánh cá mà sống. Thuận tiện cũng tuyên bố, thần miếu hải thần giáo, sau này đều sẽ treo bức họa thiên đế. Thiên đế chính là người đứng đầu thần tiên, trông coi hết thảy thần tiên. Tiếng khóc trên đại điển hải thần rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, vạn dân vui mừng, tiếng la ca ngợi thiên đế không dứt bên tai. Đợi ngao ớt sông ra khỏi mây đen, thân trồng ngàn trượng bay thẳng đến chân trời, lại đáp xuống trước mặt Lý Trường Thọ, Thân hình thu nhỏ, hóa thành kích cỡ dài chừng 10 trượng, chủ động rơi vào lòng bàn chân của Lý Trường Thọ. Thanh Long phát ra một tiếng la lên hùng hậu, giáo chủ ca ca. Lý Trường Thọ hơi lắc đầu biểu thị cự tuyệt, nhưng Thanh Long cố chấp hướng xuống phía dưới, trực tiếp đội Lý Trường Thọ trên đỉnh đầu. Sau đó, Thanh Long chở Lý Trường Thọ, bay múa ngao du ở chân trời, lại dẫn tới Thiên Long đi theo, bay múa bên trên Nam Hải hồi lâu. Đáng tiếc là lúc này Lý Trường Thọ mặc trường bào cũng không có áo giáp, mũ giáp uy vũ, trong tay cũng không có đinh ba lập lòe ánh vàng. Không thì, phối một đoạn bông tuyết bồng bền, gió bất rền vang, liền rất tuyệt. Cảnh giới của Ngao ất lúc này, đã là tương đương với luyện khí sĩ nhân tộc cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ có một chút cảm khái, loại chủng tộc dựa vào huyết mạch tăng thực lực lên này, hoàn toàn chính là không nói đạo lý. Nhân tộc tu hành cần phải lĩnh hội đại đạo, mà long tộc chỉ cần lột xác huyết mạch bản thân là đủ rồi. Ghen tị không đến, ghen tị không tới. Bay một hồi ở trên không Nam Hải, Lý Trường Thọ nhảy lên trên mây, trên toàn thân rồng của Ngao ức lấp lánh ánh vàng, hóa thành hình người, nhảy tới bên người Lý Trường Thọ, có một chút ngượng ngùng nhếch miệng cười. Lý Trường Thọ cau mày nói, ngươi làm sao vào lúc biến thành hình người, vẫn là không có thay đổi gì. Ngao ức cúi đầu nhìn nhìn thân hình thiếu niên của chính mình, cũng là xoắn suýt một hồi, thấp giọng nói, có khả năng là nguyên nhân ác mộng thuở thiếu niên kia còn chưa thối lui. Ách! Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ bả vai của Ngao ất, không nên quá để ý những chuyện này, dạng thân hình này cũng không tệ, ừm, tối thiểu là trông rất trẻ tuổi. Trên trán của Ngao ất treo mấy vạch đen, dở khóc dở cười một hồi. Những lão đạo mặt lạnh năm đó kia, bây giờ lại là vẫn luôn không tra được tung tích, làm cho Ngao ất muốn lấy lại danh dự cũng đều là bắn tên không đích từng đầu chân long, giao long đi theo phía sau bọn hắn, lúc này đang bay về phía đại điển hải thần, từng người hóa thành hình người, xếp hàng canh giữ ở Nam Hải Chi Tân. Lý Trường Thọ cưỡi mây, mang theo ngao ớt bay về phía đại điển. Giáo chủ ca ca, đã có thần vị thiên đình, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Cái gì cũng đều không cần làm, chờ đám người phụ vương ngươi thương nghị ra kết quả đi. Phụ vương và mọi người hẳn là sẽ có quyết định. Lý Trường Thọ nói, đại khái nửa năm sau, ta sẽ đi thiên đình báo danh, đến lúc đó ngươi có muốn đi cùng không? Ngao ức nặng nề gật đầu, nói, ca ca cứ tùy thời gọi ta là được. Gánh nặng trên vai ngươi sau này sẽ càng ngày càng nặng. Lý Trường Thọ nói, nếu như có phiền lòng phiền muộn gì, hoặc là sự tình không nắm chắc được, có thể tùy thời tìm ta thương nghị, chớ có đi vào ngõ cục. Vâng. Ngao ớt cười đáp ứng một tiếng. Thiếu niên này cười trong trẻo như thế, làm cho lý trường thọ nhìn cũng đều có một chút ngượng ngùng đại điển hải thần vẫn còn tiếp tục nhưng món chính đã qua kế tiếp chính là hoạt động chúc mừng nội bộ của hải thần giáo lý trường thọ mời tiên nhân tam giáo cùng trở về bên trong miếu hải thần uống trà lại để cho ngao ất chiêu đải long tộc tân khách địa phủ tiếp tục quan sát khánh điển đại pháp sư cũng lấy ra khí độ chủ nhà mời các đệ tử thân truyền thánh nhân quản thành tử quy linh thánh mẫu triệu công minh xích tinh tử, vô đương thánh mẫu, cùng nhau giảng đạo luận pháp vì đệ tử đạo môn ở đây. Đây chính là thiên đại hảo sự, khiến cho tiên nhân hai giáo xiển tiệc đều cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá. Cao nhân giống như quảng thành tử, đối với chuyện này cũng là cảm thấy chờ mong, dù sao thì bọn họ chỉ biết huyền đô đại pháp sư thâm bất khả trắc, nhưng lại không biết đạo hạnh của đại sư huynh rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cùng nhau luận đạo, hoặc nhiều hoặc ít có thể xác minh một ít. Thế là, hậu viện miếu hải thần lập tức thành chỗ luận đạo đại pháp sư phải nhẹ ống tay áo bố trí một tầng kết giới ở xung quanh miếu hải thần lý trường thọ lại chạy đi trước thời hạn không có tham gia cuộc vui mặc dù rất muốn nghe đại pháp sư giảng đạo nhưng tình huống bây giờ của hắn độ kiếp đã là tên đã trên dây chỉ kém mấy lần run rẩy nếu bởi vì nghe giảng đạo mà run rẩy mấy lần trước thời hạn sự tình liền trở nên không thể kiểm soát được lúc này xác suất độ kiếp thành công còn có thể tăng lên còn có một ít thủ đoạn có thể áp dụng. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ không muốn phó mặt bản thân cho một phần trăm kia. Nam nhân, nhất định phải học được cách kiểm soát bản thân. Lý Trường Thọ vừa rời khỏi miếu hải thần, một tia truyền âm liền vào trong tai. Vì sao không đi nghe mấy vị sư huynh sư tỷ giảng đạo? Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vân Tiêu Tiên Tử đứng ở trên đám mây, mặt váy dài trắng tinh, cục tóc mây đơn giản, phi thường tao nhã, đôi mắt trong veo phản chiếu vẻ đẹp. Lý Trường Thọ cười khổ nói, đại điển chưa kết thúc, hải thần ta liền trốn ở nơi đây không ra, quả thực có lỗi với nhiều tín đồ chạy đến dân hương như vậy. Chứ ta cũng rất muốn đi nghe. Vân Tiêu Tiên Tử nghe một chút lời nói vàng nàn của Lý Trường Thọ, một nụ cười khẽ xuất hiện nơi khóe miệng. Lý Trường Thọ vái chào, Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng người, coi như nhận một nửa lễ này. Lý Trường Thọ hỏi, Tiên tử có chuyện quan trọng gì sao? Vẫn chưa, trước đây có một chút không yên lòng về đại ca, liền đi theo đại ca đến nơi đây. Vân Tiêu Ôn Nhu nói, đại ca bởi vì không được đạo hữu mời, trong lòng buồn khổ, hôm qua đi đến Tam Tiên Đảo phàn nàn với ta và tam muội tứ muội. Ta đoán rằng, đạo hữu tổ chức khánh điển hương hỏa thần giáo, có lẽ là có chính sự phải làm, sau khi châm trước mới quyết định không mời đại ca. Nhưng thấy đại ca cực kỳ phiền muộn, liền bảo đại ca chủ động tới tìm ngươi chất vấn lý trường thọ chẳng trách hắn đoán rằng triệu đại gia hẳn là sẽ cố kỵ gia mặt ấn theo lý sẽ không không mời mà tới không nghĩ tới lý trường thọ thở dài tiên tử có thể đi dạo trên nam hải một chút không ta cũng nên giải thích chuyện này thiện vân tiêu nhẹ nhàng gật đầu cưỡi mây sóng vai mà đi cùng với lý trường thọ ở giữa cách khoảng cách ba thước Xử lý quan hệ giữa Triệu Công Minh và Vân Tiêu, thật sự cũng vô cùng khó giải quyết. Vừa không thể xa lánh, cũng không thể quá thân cận, tránh cho bị nhân quả liên lụy, hẹn nhau đối phó với thánh nhân. Lập tức, Lý Trường Thọ giải thích vài câu đơn giản, chính mình ngày hôm nay chính là diễn một tuồng kịch cho Long tộc xem, chỉ cho Long tộc một con đường lên trời, không cần mời Triệu Công Minh tiền bối đến đây, vân vân. Sau khi Vân Tiêu nghe xong hơi suy tư, khẽ thở dài, ôm nhu nói: đạo hữu suy nghĩ cũng không sai, trường hợp như vậy vốn không nên để đại ca hiện thân. Cũng là do vân tiêu lỗ mãn, bảo đại ca tới, trước lấy cao nhân hai giáo, còn kinh động huyền đô sư huynh. Trong đáy lòng lý trường thọ thầm khen vài tiếng, vội nói, tiên tử không nên tự trách, việc này từ kết quả mà nói là vô cùng tốt, tiện thể còn làm dày bối cảnh của ta, làm cho lúc phương Tây tính toán ta cũng phải e dè đôi chút. Vân tiêu nhẹ giọng hỏi, đạo hữu vì sao lại kiên kỵ phương Tây như vậy? có đại sư bá đứng ở phía sau đạo hữu, phương Tây chính là một giáo nhị thánh, hẳn là sẽ không làm khó đạo hữu mới đúng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ động, quyết định thừa cơ nói chút gì đó đối với Vân Tiêu. Hai tay của hắn ôm quyền đối với không trung. Vân Tiêu lập tức hiểu ý, bàn tay trắng nõn khẽ động, làm một tầng mây mù quanh người Lý Trường Thọ, lại hơi chớp mắt nhẹ nhàng, ra hiệu hắn có thể nói thoải mái. Ta có vài câu nói bừa, tiên tử cứ coi như nghe cho vui lý trường thọ truyền âm nói tiên tử cảm thấy thánh nhân lão gia ở dưới loại tình hình này sẽ trực tiếp ra tay dùng pháp lực thánh nhân đấu pháp với nhau vân tiêu mặc lộ vẻ suy tư còn không kịp trả lời lý trường thọ lại nói như vậy thánh nhân lão gia lại sẽ ở dưới loại tình huống nào sẽ trực tiếp ra tay đối với người chưa thành thánh đồng dạng còn có một cái vấn đề thánh nhân lão gia ở dưới tình huống nào sẽ ra tay đối với các đệ tử thánh nhân khác trong mắt của ta không nên ỷ vào việc thánh nhân che chở mà cho rằng không có việc gì chưa thành thánh cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến mà thôi cái gì nên phòng thì cần phòng không được chủ quan càng không thể thất thố ở dưới tình thế cấp bách vân tiêu không khỏi rơi vào trầm tư trong đáy lòng lý trường thọ thở dài cũng không biết lời nói này của chính mình có thể sinh ra ảnh hưởng nào đối với vân tiêu tiên tử lại có thể ở bên trong đại kiếp phong thần sau này khiến cho nàng có nhiều thêm mấy phần khắc chế hay không lúc vân tiêu rời đi nói tiếng cảm ơn đối với Lý Trường Thọ, dường như có một chút lĩnh ngộ, lại dường như còn đang suy tư. Nàng vốn là tới nơi đây quan sát, không có đi luận đạo cho nên muốn nhanh chóng rời khỏi, thế nhưng lại đi dạo trên không Nam Hải cùng với Lý Trường Thọ, hàng huyên gần một ngày. Đưa mắt nhìn bóng lưng vân tiêu tiên tử dần dần đi xa, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng không hiểu sao có một chút nhẹ nhõm vui vẻ. Hắn lại tiếp tục nghiệm chứng năng lực dò xét của thanh đinh ba vàng ở bên cạnh nguyên thần kia, phát hiện ra phạm vi dò xét của thứ này cũng là có hạn. Lúc này chẳng qua là đuổi theo một vạn bốn ngàn dặm, đã không thấy tâm hơi bóng lưng của tiên tử. Hẳn là có quan hệ cùng với thực lực bản thân. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười một tiếng, sau đó còn phải tốn thời gian, mở rộng công dụng, thần lực. Ánh mắt chuyển tới phụ cận đại điển hải thần, Lý Trường Thọ lại là không nhịn được co giật khóe miệng mấy lần. Long tộc lần này, động tác thật là nhanh từng thùng bảo vật đã chở tới, lần này thậm chí còn mang đến mấy trăm vị hải tộc mỹ nữ, làm lễ vật chúc mừng hải thần lên trời. Thứ này làm sao có thể công khai đưa? Khục, đưa lễ này hắn chắc chắn sẽ không thu. Lý Trường Thọ thật sự muốn đi qua hỏi một câu, đổi những thị nữ này thành tiền mặt và trận cơ bảo tài được hay không? Lúc này, mấy trăm vị thị nữ này không chỉ làm cho Lý Trường Thọ sầu muộn, cũng làm cho người địa phủ lúc này còn không có cảm giác tồn tại nào lâm vào thế khó ngưu đầu đang ngồi sổn trong góc cùng với mấy vị cao thủ vô tộc nhìn đại đội tặng lễ của long tộc trên bờ biển xoắn suýt một hồi động tác của những lão tiểu tử long tộc này thật là nhanh chúng ta ở bên này vừa mới bắt đầu nghiên cứu nịnh bờ hải thần như thế nào bọn hắn đã đến đây tặng lễ nguyên soái chuyện này làm sao xử lý địa phủ chúng ta nghèo rất mồng tới đưa bảo vật khẳng định là không đưa được Nữ chiến vu lại giống như một đám tráng háng, cũng không thể đưa tặng. Ngưu đầu cắn răng một cái, thấp giọng nói, không phải chỉ là đưa tặng đặc sản sao? Hừ. Trong biển có nhiều mỹ nữ hải tộc, địa phủ chúng ta liền không có nữ quỷ xinh đẹp sao? Đi, phái người bắt mấy trăm nữ hung quỷ không thể luân hồi tới. Mấy vị cao thủ vu tộc khác lập tức hai mắt tỏa sáng. Đại pháp sư và mấy vị đệ tử thánh nhân hai giáo, giảng đạo hai ngày một đêm liền giải trừ hết kết giới nơi đây, ai đi đường nấy. Có thể nhìn ra, các tiên nhân hai giáo xiển tiệc thể nghiệm nghe đạo coi như không tệ, đệ tử thánh nhân hai bên đối với huyền đô đại pháp sư, dường như càng kính trọng thêm mấy phần. Bởi vì cái gọi là đạo vô tiên hậu, cao giả vi ba. Khục, học vô tiên hậu, đạt giả vi sư. Huyền đô đại pháp sư thoát thai từ thái thanh đại đạo, đạo tâm tùy theo tự nhiên, huyền diệu dị thường, khó nói lên lời vẹn vẹn chỉ là một câu tùy tâm ở bên trong phương viên mới có thể được tự tại viên mãn liền làm cho đệ tử thánh nhân có cảnh giới cao thâm như quản thành tử rơi vào trầm tư thật lâu đại pháp sư cũng không có trực tiếp trở về bên trong động xuất cung y chỉ nói là sau khi lý trường thọ xử lý xong sự tình đại điển lại hiện thân gặp nhau một lần nữa sau đó liền không biết đi nơi nào tạm không đề cập tới sự tình tam giáo nhóm long tộc lần này là thật sự kích động trong một cái chớp mắt nghiệp chướng long tộc ở trên người ngao ức tiêu tán long tộc rơi xuống ở trong vực thẳm vô tận như là bắt được một cọng rơm thấy được một tia ánh sáng bọn hắn cùng ngày liền đưa tới rất nhiều lễ vật mấy vị long tử xếp hàng đi về phía trước làm quen với hải thần ở dưới trướng hải thần làm sao chỉ có một vị đại thống lĩnh dù sao thì cũng phải có mấy vị phó thống lĩnh tiểu tướng quân tiểu đội trưởng đúng không có ngao ức thành công lên bờ làm tấm gương long tộc rất kích động quả nhiên là muốn ông thật chặt đùi của hải thần nam hải đối với long tộc mà nói hải thần nam hải không hẳn là phải bỏ đi hai chữ nam hải đối với long tộc mà nói hải thần đã không chỉ là đồng bạn hợp tác đơn giản như vậy vì thế long tộc lập tức chuẩn bị một số lớn bảo vật đưa đến đây mà mấy trăm vị hải tộc mỹ nữ được trực tiếp mang ra từ trong long cung nam hải cũng chính là một trong những lễ vật phương thức tặng lễ của long tộc cũng là có phong cách riêng bọn hắn biết lý trường thọ thân là nhân vật trọng yếu nhân giáo thần tử quan trọng của thiên đình vì thanh danh gia mặt khẳng định sẽ không thể trực tiếp thu nhận mấy trăm mỹ nữ cho nên bọn họ trực tiếp đưa cho lý trường thọ một tòa hải cảnh phủ đệ tòa phủ đệ này ở trên một tòa tiên đảo tại nam hải chi tân tứ phía bị nước bao quanh chế tạo từ thủy tinh châu báu phủ đệ có một tòa chủ điện bốn tòa thiền điện trong điện có màn che mềm mại hoa trì suối nước nóng minh châu đèn châu phàm là xa xỉ phẩm trong hồng hoang lý trường thọ có thể nghĩ đến trong đó cái gì cần có đều có cực kỳ xa hoa mà mấy trăm vị hải tộc mỹ nữ kia thế nhưng là thị nữ ở trong tòa phủ đệ này còn là chủng loại ngàn năm đổi một nhóm này lý trường thọ quả nhiên vẫn là tiểu quỳnh phong và chữ cùng đã hạn chế phương diện theo đuổi hưởng lạc của hắn động phủ làm lớn như vậy, xa hoa như vậy, có ý nghĩa gì? Hắn và sư muội sư phụ cũng cũng sẽ không đến nơi này, kém xa sự tự tại của mấy căn nhà tranh bên hồ. Nếu như đổi những đồ vật đắt đỏ này thành bảo tài, luyện chế thành đại trận phòng hộ tuyệt phẩm, dù là chỉ đặt một cái giường đất ở bên trong, Lý Trường Thọ nói không chừng liền thu nhận. Tất nhiên, phủ đệ tốt nhất còn có công năng có thể lớn có thể nhỏ, vào thời khắc mấu chốt có thể đứng lên liền chạy. Lý Trường Thọ uyển chuyển cự tuyệt phần tạ lễ này, giữ lại các loại bảo tài. Tiền mặt chẳng qua chỉ là lời nói đùa. Hắn hiện tại đã là chính thần thiên đình, thay trời tuần tra tứ hải, dù sao cũng phải chú ý hình tượng của chính mình. Nhưng những lễ vật không được thu nhận, trong đáy lòng long tộc vẫn luôn không nở, ngao ức cũng được mời tới nói giúp, muốn để cho Lý Trường Thọ thu nhiều chỗ tốt hơn. Cuối cùng, Lý Trường Thọ chỉ có thể hứa hẹn, chính mình sau đó sẽ lựa chọn một chỗ ở bên trong tứ hải xây dựng động phủ hải thần của chính mình đến lúc đó sẽ báo trước cho long cung lúc này long tộc mới yên lòng nhưng mà chuyện này còn chưa xong chuyện khác lại tới chuyện ở đây chính là danh từ vào đêm trước khi đại điển hải thần sắp kết thúc lý trường thọ nhìn từng nữ hung hồn mỹ mạo tung bay nằm đứng trong hậu viện miếu hải thần suýt nữa phun ra một nguồn máu long tộc tặng mỹ nữ vẫn là chuyện hợp tình hợp lý, địa phủ bắt chước làm loạn cái gì? Là do ở bên ngoài có người tuyên truyền hải thần hắn háo sắc. Mấy vị cao thủ vô tộc xuất thân từ địa phủ xoa xoa bàn tay lớn, không ngừng cười, hắc 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 ở trước mặt hắn. Những hung hồn này, bọn hắn cũng là tuyển chọn tỉ mỹ ở bên trong hung hồn đếm không hết, không có cách nào chuyển thế tại địa phủ. Mỗi một vị đều là xinh đẹp như hoa, tóc dài che mặt, ống tay áo phất phới, tràn đầy phong tình dị chủng. Tất nhiên, trọng điểm vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ lồi lõm trước sau. Lý Trường Thọ cười khổ nói, các vị đây là làm gì? Ngưu đầu cởi mũ đội đầu xoa xoa bàn tay lớn nói, hải thần đại nhân, lần đầu gặp gỡ, địa phủ chúng ta cũng không có đặc sản gì có thể đem ra được. Ngài xem, những thứ này có được không? Các vị có chuyện gì muốn cầu sao? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đại đức hậu thổ hóa lục đạo luân hồi, vào lúc ta mới bắt đầu tu hành, gia sư liền không ngừng đề tập việc này. Nếu như địa phủ có chỗ khó, còn xin cứ việc nói rõ đối với ta, chỉ cần đủ khả năng, ta sẽ châm trước giúp đỡ. Một cao thủ vô tộc không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, chuyện kia, ở đằng sau, chỉ cần đủ khả năng, bình thường không phải đều là toàn lực ứng phó sao? Người này vừa dứt lời, bên cạnh liền có một nắm đấm to bằng nồi đất bay tới, đập vào bụng dưới của tên gia hỏa này. Khuôn mặt to lớn của người nói chuyện kia trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía lại bị một bàn tay lớn che miệng lại từ phía sau nửa tiếng kêu thảm cũng đều không phát ra được bị lôi ra đằng sau mấy cao thủ vô tộc khác vội vàng cười bồi lý trường thọ lạnh nhạt nói ta làm việc luôn luôn cầu toàn nếu như không làm được mà hứa hẹn lung tung chẳng phải là khiến cho người khác mong chờ vô ích sao đó quả nhiên là hành động không khôn ngoan thay vì ăn không nói có chẳng bằng trước hết nghe vấn đề cẩn thận châm chức liệu mình có thể làm được hay không, như thế mới xem như là có trách nhiệm với các vị. Vài vị cao thủ vô tộc nghe vậy ngẩn ra, sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ đều là tràn đầy kính nể. Vô tộc ở trong lịch sử hồng hoang, chính là chủng tộc có kháng tính lừa dối trung bình thấp nhất. Ngưu đầu không nhịn được giơ ngón tay cái lên đối với Lý Trường Thọ, cười nói, hải thần đại nhân quả nhiên không tầm thường, chúng ta kỳ thật cũng không có thỉnh cầu gì, chính là thấy long tộc đưa mỹ nữ chúng ta cũng muốn bày tỏ một chút sau khi phát biểu một phen vành mắt của ngưu đầu đỏ lên bờ môi run rẩy buồn bã nói hải thần đại nhân viên quan nhỏ địa phủ chúng ta rất khổ ồ lý trường thọ nhíu mày vội hỏi địa phủ cũng là âm ty do thiên đạo lập ra ấn theo lý thuyết cũng nên hưởng thiên đạo công đức thế nhưng đã xảy ra biến cố gì nguyên lai là ngài biết việc này ngưu đầu lập tức thay đổi sắc mặt Xấu hổ cười một tiếng, ta chỉ là tùy tiện phàn nàn, kỳ thật viên quan nhỏ địa phủ sống cũng khá tốt. Lý Trường Thọ Hải thần đại nhân là như vậy. Ở bên cạnh ngưu đầu, một trung niên nam nhân nhìn coi như cơ trí, chủ động mở miệng nói, chúng ta là muốn mời hải thần đại nhân giúp chúng ta đưa ra một chủ ý. Lúc chúng ta vào địa phủ đã từng lập thể đối với thiên đạo, tuyệt đối không đi can dự sự tình đại chiến vu yêu, đối xử công bằng với chân linh vu yêu luân hồi vì thế chúng ta đi theo hậu thổ nương nương vào địa phủ cũng rất nhanh liền trở mặt với các vu tộc khác ngưu đầu nói tiếp về sau đại chiến vu yêu kết thúc vu tộc chúng ta cùng với yêu tộc đều là bên thua yêu tộc có thánh nhân nương nương bảo bọc lưu lại cho bọn hắn một con đường sống nhưng vu tộc chúng ta ai? đi đến vùng đất nghèo nàn bắc câu lô châu giang nan dãy dụa nhìn như là tốt hơn rất nhiều so với yêu tộc bọn hắn kỳ thật cũng đều không khác mấy lý trường thọ chậm rãi gật đầu lại nghe ngưu đầu mắng, hơn nữa, cũng không biết là ai miệng tiện như vậy, đưa ra cho vu tộc Bắc Châu một cái chủ ý ngu ngốc. Còn muốn dùng vu nhân thay thế nhân tộc, nhất định phải đi ủng hộ vị si vu kia. Kết quả, khiên viên hoàng đế đại thắng si vu, nội tình của vu tộc cũng là suýt nữa bị hao hết, tình cảnh hiện tại của vu tộc Bắc Châu, chỉ sợ là càng thêm gian nan. Lý trường thọ hắn giọng, nói, ta cũng xuất thân từ nhân tộc. Ách, hải thần ngài không phải là thần biển sao? chuyện này có một chút. Ai, thật ngượng ngùng. Ha ha ha. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, trong đáy lòng đã có tính toán. Rất rõ ràng, muốn vớt công đức tại địa phủ, đầu tiên chính mình phải giúp vu tộc Bắc Châu giải quyết nang đề sinh tồn. Năm đó vu tộc và nhân tộc vốn là minh hữu, cùng nhau chống lại yêu tộc, về sau cũng đúng là bởi vì sự tình si vưu chiến hiên viên, mới khiến cho vu tộc và nhân tộc triệt để tan rã. Đối với chuyện này, chính mình không thể không cân nhắc lợi ích của nhân tộc, đây là nguyên tắc căn bản, không thể bỏ qua. Vì ổn thỏa, không thể tùy tiện đáp ứng. Lý Trường Thọ nói, như vậy, ta ở bên trong trăm năm sẽ đi đến Bắc Câu Lô Châu một chuyến, mặc dù không thể giúp vu tộc giải cấm, không có cách nào dẫn bọn hắn rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, nhưng có thể thử giúp bọn hắn cải thiện hoàn cảnh sinh tồn. Thật, thật chứ? Đương nhiên. Mấy vị cao thủ vu tộc này lập tức nhếch miệng bật cười trong miệng không ngừng nói lời cảm kích. Trước khi mấy người ngưu đầu rời đi, còn cố ý giả ngu, không thu lại 500 nữ hung hồn kia, liền bị Lý Trường Thọ trực tiếp ngăn lại. Hung hồn không có cách nào đầu thai chuyển thế, đa số đều mang oán hận trong lòng. Hung hồn như vậy, sẽ lắc lư tại địa phủ, dần dần hao hết linh lực bản thân, quy về trạng thái chân linh, lại tiến vào bên trong lục đạo luân hồi. Lý Trường Thọ cũng coi như làm chuyện tốt, ngay ở trước mặt nhóm người ngưu đầu, niệm tụng độ nhân kinh, hướng sinh chú của đạo môn, hóa giải oán khí của những hung hồn này. Khi những hung hồn này hóa thành hồn phách bình thường, một đám quỳ sát ở trước mặt Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ gật gật đầu, nhận lễ cúi đầu của các nàng, cũng coi như kết thúc nhân quả. Đây thực sự chẳng qua là việc tiện tay mà thôi, chỉ hao phí một chút tiên lực, hơn nữa không dính bất luận nhân quả gì, bởi vì sự hạn chế của thiên đạo, âm sai địa phủ cũng không thể dùng chú pháp như vậy. Đưa tiễn nhóm người địa phủ, Lý Trường Thọ cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn còn chưa kịp đi đến Đại Điển Hải Thần nhìn nghi lễ bế mạc, một tia vo ve lọc vào tai, Văn Tịnh Đạo Nhân giống như ông Mật Nhỏ Cần Cù, lại tới đưa tin. Lần này, một nửa là chúc mừng, một nửa là truyền tin. Căn cứ theo lời nói của Văn Tịnh Đạo Nhân, mấy vị đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, nhìn thấy Hải Thần được Thiên Đình ban thưởng thần vị, cũng tẩy đi nghiệp chướng để ngao ớt đạt thần vị đã biết rõ Thiên Đình muốn ăn miếng bánh Long tộc này. Vào giờ phút này Tây Phương Giáo đã thay đổi sách lược, quyết định muốn chia bánh trồng cùng với Thiên Đình. Lý Trường Thọ nghe được tin tức này, ngược lại là rất đau đầu. Tình huống hắn lo lắng nhất vẫn đã phát sinh. Tây Phương Giáo không cam tâm bị sử dụng như vũ khí, kịp thời điều chỉnh đại phương hướng sách lược, lựa chọn chậm rãi đánh cờ cùng với Thiên Đình, nhân giáo chia cắt miếng bánh Long tộc. Như thế vừa làm cho đầu nhập giai đoạn trước của tây phương giáo không đến mức mất cả chì lẫn chài lại tránh được trực tiếp trở mặt với thiên đình được nhân giáo chèo chống đạo tổ che chở chỉ có thể nói đại giáo là không tầm thường nhưng cũng không sao nỗ lực bao nhiêu năm của lý trường thọ cũng không uổng phí đối phương đưa ra sách lược như vậy cũng nằm trong dự liệu của hắn chỉ là sau đó áp lực sẽ càng lớn hơn phe mình cũng cần làm ra một ít điều chỉnh nói xong chính sự Văn tịnh đạo nhân còn bổ sung một câu, chúc mừng đại nhân, chính thức trở thành hải thần tứ hải, từ đó được thiên đạo che chở, khiến cho thuộc hạ vô cùng ghen tị. Lý trường thọ nhẹ nhàng đổi chủ đề, văn tịnh, lúc này ngươi còn muốn gặp mặt đại pháp sư hay không? Văn tịnh đạo nhân đột nhiên rung giọng, kỳ thật, có gặp hay không cũng không quan trọng. Vậy thì quên đi. Muốn. Ta muốn. Lý trường thọ nghe vậy lập tức lộ ra mấy phần mỉm cười, bản thể văn tịnh đạo nhân thì tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ tế nhị nói một câu, đại nhân ngài đừng có trêu đùa thuộc hạ, thuộc hạ sẽ lập tức chạy tới. Ai, ngươi không thể vọng động bản thể, tránh thu hút sự chú ý của người khác, sợi thần thông này cứ ở lại đây, đại pháp sư sẽ tự đến tìm ta, như vậy ngươi cũng có thể thấy. Lý trường thọ thấm thía nói, đợi sau này ngươi thoát ly khỏi phương Tây, ta sẽ chính thức giới thiệu ngươi. Đa tạ đại nhân ở trong động phủ dưới chân Linh Sơn, Văn Tịnh Đạo Nhân lập tức ngồi dậy, hô hấp cũng đều có một chút gấp rút, biểu tình có một chút khát vọng, lại chẳng qua là nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đợi. Lại nói, Đại Pháp Sư ra ngoài hơn nửa ngày, là đi làm cái gì? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút buồn bực, nhưng Đại Pháp Sư là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chính mình đoán mò cũng nhất định sẽ không có kết quả gì. Nhìn con huyết mũi trên bả vai mình này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức chật chật cười một tiếng, đây chính là hẹn hò do thánh nhân lão gia chỉ định. Nhưng Đại Pháp Sư và Văn Tịnh Đạo Nhân khẳng định sẽ không có kết quả gì, cả hai cũng không tránh khỏi quá không hợp. Ở chỗ sâu Đông Hải, trên Tam Tiên Đảo, trong một tòa đình nghỉ mát, hai thiếu nữ lén lút trốn ở đằng xa, bày ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe, trong tay Quỳnh Tiêu còn cầm một kiện pháp bảo hình dáng ốc biển. Bên trong đình nghỉ mát, huyền đô Đại Pháp Sư vẫn luôn hiếp mắt cười, trong miệng không ngừng kể chuyện của tam giáo. Vân Tiêu ở bên cạnh lặng lặng nghe, lại là không biết vị đạo môn đại sư huynh này đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì. Huyền Đô Sư Huynh Vân Tiêu đang nghe chuyện trên tivi Audio CV nói khẽ, Sư Huynh là một người rất bận rộn, nếu có lời gì cứ nói thẳng là được. Chuyện này, ha ha, khục. Huyền Đô Đại Pháp Sư đưa tay ho hai tiếng, Vân Tiêu Sư muội, ngươi tu hành từ viễn cổ đến nay, không biết là đã có đạo lữ hay chưa. Vân Tiêu nghe vậy không khỏi cười khẽ, nói, hai vị tiểu muội đang nghe chúng ta nói chuyện phím ở bên kia, không phải là đạo lữ của ta. Đạo lữ ta nói tới, cũng không phải là đạo lữ này, mà là đạo lữ kia. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghiêm mặt nói, vi huynh tu đạo Pháp tự nhiên, cũng coi như hiểu rõ ý nghĩa tự nhiên. Vân Tiêu Sư muội sinh ra là thân nữ tử, cũng nên tìm bạn đồng hành. Sắc mặt của Vân Tiêu vẫn là không có một chút biến hóa nào, vẫn là dịu dàng như vậy, lại phản phất như cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Nàng nói khẽ, ta tất nhiên là chưa từng có đạo lữ, cũng chưa từng động tâm tư như vậy. Ngày hôm nay sư huynh đến, hẳn là muốn dò xét việc này. Đại pháp sư cười nói, cũng không thể nói là dò xét, chẳng qua là đến nghe ngóng một phen, không có liền tốt, không có liền tốt. Còn có, sư muội chớ nên hiểu lầm việc này cũng không phải là ta nghe ngóng trong lúc nói chuyện đại pháp sư rút ra một quyển tranh cuốn từ trong tay áo nói mời sư muội xem có thể nhận ra người trong bức họa này người trong bức họa vân tiêu có một chút không rõ ràng cho lắm tiếp nhận tranh cuốn từ từ mở ra đã thấy trong đó vẽ một nam tử anh tuấn mày kiếm mắt sáng mặt mày tươi cười hơn nữa đây cũng không phải là một bức tranh mà là sản phẩm dùng thần thông khắc hình ảnh trong đáy lòng ra mặc dù không nhận biết nhưng trông có một chút tốt bụng như thể đã gặp ở nơi nào mấy ngày trước các ngươi đúng là đã từng gặp đây là hai mắt của vân tiêu tỏa sáng lại là không nhịn được che miệng cười khẽ khuôn mặt vẫn luôn có một chút lãnh đạm nhiều hơn mấy phần biểu tình sinh động đúng là hắn mỗi ngày ra vẻ già nua như vậy quả nhiên là đúng như hắn nói sợ hình dạng nguyên bản của chính mình bại lộ làm cho người ta cảm thấy hắn làm việc không bền chắc hình dáng thật đúng là chênh lệch quá nhiều ôi chao tâm thần của huyền đô đại pháp sư khẽ động ngược lại là đã bén nhạy nhận ra tâm cảnh không hề bận tâm kia của vân tiêu xuất hiện một chút biến hóa hẳn là thật sự có chuyển biến không có để văn tịnh đạo nhân đợi lâu đại pháp sư liền phiêu nhiên mà quay về hiếm thấy chính là đại pháp sư ngày hôm nay cũng không làm mờ thân ảnh hình dáng bại lộ ở trong mắt con mũi trên đầu vai của lý trường thọ nhưng Đại pháp sư Trung Quy vẫn là đại pháp sư, dù trước đây Văn Tịnh đạo nhân đã cực lực che giấu, lại thêm đại pháp sư chưa từng đề phòng Lý Trường Thọ, cũng lập tức nhận ra sự tồn tại của Văn Tịnh đạo nhân. Nàng làm sao cũng ở chỗ này. Là trước đây đến đưa tin cho đệ tử. Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử sẽ bảo nàng trở về. Nói xong, lòng bàn tay tuôn ra một hơi tam muội chân hỏa, trực tiếp thiêu hủy con huyết mũi này. Ở trong động phủ nào đó, hung nhân mặc váy đỏ rực đã là nhảy vào trong bảo trì ở bên cạnh bọt nước bắn tung tóe đáng tiếc là không ai có thể nhìn thấy lại nói đến ở bên trong miếu hải thần đại pháp sư cười hỏi lý trường thọ lúc này bản thể của hắn phải chăng muốn trở về bên trong độ tiên môn tiếp tục cẩn cư lý trường thọ hơi có một chút xấu hổ lại là nặng nề mà gật đầu đáp ứng cần làm như vậy lúc tới nơm nớp lo sợ trở về có đại pháp sư đưa tiễn trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mặt tướng Trường Thọ, nguyện đổ máu vì nhân giáo, từng, ở một mức độ nhất định. Lần này Đại Pháp Sư cũng không có thi triển đạo Pháp không gian, mà là cưỡi mây mang theo Lý Trường Thọ phi hành không nhanh không chậm ở trong trời đêm, dáng vẻ dường như là có một chút tâm sự. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng đang nói thầm, Đại Pháp Sư không phải là đoán được sự tình thánh nhân lão gia và chính mình an bài y ra mắt. Sau đó, muốn để cho tiểu đệ tử hắn cổng nổi. Chuyện này, hắn không cổng nổi, đây chính là văn đạo nhân đại danh đỉnh đỉnh. Trường thọ à, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Đến rồi. Lý trường thọ âm thầm kêu khổ, vội vàng vái chào, nói, đệ tử nghe. Không cần câu nệ như vậy. Đại Pháp Sư cười nói, bên trong nhân giáo, người có thể chia sẻ lo lắng cho lão sư nhất chính là ngươi và ta. Ừm, là như vậy, trước đây ta đã đi một chuyến đến tam tiên đảo lý trường thọ kịch bản này có vẻ không giống như suy nghĩ của mình hơi lùi từ nam lên bắc ngài đi tam tiên đảo làm cái gì đại pháp sư đưa tay vỗ vỗ đầu vai của đạo nhân giấy lý trường thọ nói tự nhiên là đi đến đó vì ngươi ta đã tìm hiểu rõ ràng cho ngươi vân tiêu sư muội chưa hề động tới tình niệm tuy nói chuyện này cũng đại biểu cho tạm thời cũng không có ý tứ này đối ngươi nhưng cũng sẽ không có người bên cạnh tranh đoạt với ngươi. Tranh đoạt. Lý Trường Thọ không khỏi nghiêng đầu, trên trán chậm rãi hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Đây là, cái gì cùng với cái gì? Lý Trường Thọ lập tức dở khóc dở cười, vội nói, Đại Pháp Sư Ngài chẳng lẽ cho rằng, đệ tử có ý nghĩ xấu đối với vân tiêu tiền bối. Ồ! Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức cười đến hiếp cả mắt, trong mắt phản phất như phản chiếu sao trời, cười nói, ngươi hỏi bản tâm một chút, có hay không tự biết lúc ta đang giảng đạo thế nhưng là thấy được ngươi và vân tiêu sư muội đang ngao du nam hải một người trong mắt mang theo ý cười một người đầu lông mày ngưng thần những chuyện này cũng không lừa gạt được ta lý trường thọ không khỏi nhíu mày một hồi cúi đầu ho khan một tiếng cười nhạt nói muốn nói về hảo cảm tự nhiên là có nhưng đại pháp sư người đệ tử có hảo cảm cũng không chỉ có một đối với vân tiêu tiền bối cũng tuyệt đối không dám có vọng tưởng như vậy trọng điểm là nhân quả sau này liên lụy quá nhiều lý trường thọ thấy đại pháp sư cười không nói lại vội nói đại pháp sư đệ tử cảm thấy chuyện nam nữ hẳn là phải có từng giai đoạn ồ từng giai đoạn như thế nào đại pháp sư lập tức cảm thấy hào hứng lý trường thọ nói trước có hảo cảm lại là động tâm hấp dẫn lẫn nhau và nhân duyên phù hợp tự có thể thành một đôi đại pháp sư lại hỏi hai chữ hảo cảm phải giải thích như thế nào đệ tử cả gan nói một ít ý nghĩ của chính mình lý trường thọ nói cái gọi là hảo cảm chính là cảm thấy người này không tệ có thể là do bề ngoài dẫn phát cũng có thể là do tính cách của người đó ảnh hưởng phần hảo cảm này của đệ tử đối với vân tiêu tiền bối cũng chính là do khí chất của vân tiêu tiền bối liền rất hấp dẫn người ta thế nhưng giống như ở bên trong độ tiên môn đệ tử cũng có một chút ít hảo cảm đối với một vị sư thúc cũng có hảo cảm đối với sư muội của chính mình chuyện này vẫn chưa liên lụy đến tình yêu nam nữ huyền đô đại pháp sư cũng hơi nhíu mày hỏi ngươi đã có hảo cảm vì sao lại chưa liên lụy đến tình yêu nam nữ cùng với các nàng một là đệ tử dốc lòng tu đạo hai là cảm thấy thời cơ không đúng ba là ở trên sự tình nhân duyên đệ tử nhất định phải thận trọng đối đãi lý trường thọ nghiêm mặt nói đạo lữ có liên lụy nhân quả quá lớn kết thành đạo lữ cùng với một người liền phải thừa nhận hết thảy nhân quả do người đó mang đến hơn nữa đại pháp sư ngài từng dạy bảo đệ tử mọi thứ vô định tâm liền có thể vô định tính đại pháp sư trầm ngâm một hồi ngươi sợ nhân quả mà làm trái ý mình trên tu hành ngược lại là vô ích lý trường thọ cân nhắc một ít cười nói đệ tử cảm thấy hảo cảm kỳ thật cũng là có thể tích lũy nếu như hảo cảm tích lũy tới trình độ nhất định đủ để cho đệ tử không để ý nhân quả cũng muốn tới gần nhau đó chính là động tâm nếu như đệ tử động tâm cũng sẽ không vi phạm bản tâm tâm cảnh không chịu áp lực không đi ngược lại lời dạy bảo của ngài thiện huyền đô đại pháp sư hài lòng gật đầu kỳ thật ngươi chỉ cần nói cho ta một câu ngươi có hảo cảm đối với vân tiêu sư muội hay không là được không cần giải thích nhiều như vậy sao thế vẫn còn cảm thấy ngượng nghịu nhưng đại pháp sư hảo cảm cũng không giống như là động tâm. Đại Pháp Sư lại nói, Vân Tiêu Sư muội cũng cảm thấy tính tình của ngươi không tệ. Hả? Còn nói ngươi là người tốt. Khục. Lý Trường Thọ cúi đầu ho khan hai tiếng, lại là dở khóc dở cười một hồi. Đây coi là chuyện gì? Cưỡng ép thành đôi là trí mạng nhất. Lại nghe Đại Pháp Sư nói, có thể nhìn ra, Vân Tiêu Sư muội cũng không chán ghét đối với ngươi, thậm chí còn có mấy phần thưởng thức như vậy đã rất hiếm thấy nhưng người giống như vân tiêu sư muội một lòng ngưỡng mộ đại đạo vốn dĩ sẽ không phân tâm đối với loại sự tình này muốn đã động nàng ngươi còn có một con đường dài và khúc khuỷu phải đi nhưng ngươi đã nói chính mình còn chưa động tâm ta đây liền không còn quan tâm đến chuyện này thuận theo tự nhiên xem điều gì sẽ xảy ra tiếp đó đại pháp sư lại nói một cách nghiêm túc nếu là chuyện này ta sẽ giúp ngươi nếu có thể giúp đỡ nếu như ngươi có thể cho tăng thêm cho nhân giáo chúng ta một vị cao thủ trợ lực, đó cũng là chuyện tốt tuyệt hảo. Lý Trường Thọ Làm sao lại cảm thấy, chính mình như là dùng Mỹ Nam kế, đi đào góc tường của tiệt giáo. Cũng may, huyền đô đại pháp sư không đề cập đến vấn đề này nữa, sau khi tiếp tục nói vài câu chuyện phím cùng với Lý Trường Thọ, liền tiễn hắn trở về phụ cận độ tiên môn. Đại điển hải thần tiến vào giai đoạn nhân viên sơ tán, trước đây lý trường thọ đã sắp xếp xong xuôi các hạng công tác cũng có đạo nhân giấy ở bên cạnh ứng phó ngược lại cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì lúc tới gần độ tiên môn đại pháp sư lại nói lúc này ngươi đã là chính thần thiên đình được thiên đạo che chở hưởng công đức thiên đình đạo tâm tâm cảnh có thể bởi vậy mà có một chút dao động đa tạ đại pháp sư quan tâm đệ tử hẳn là không ngại lý trường thọ cười nói đạt được chức vị hải thần thế nhưng là hải thần nam hải lý trường canh lại có quan hệ gì với đệ tử lý trường thọ cảnh giới nguyên tiên bên trong độ tiên môn huyền đô đại pháp sư nháy mắt mấy cái sau đó chính là vỗ tay cười to trong miệng liên tục xưng hay tiếp theo đại pháp sư chấp hai tay sau lưng phóng ra một bước thân hình biến mất không thấy trong nháy mắt lý trường thọ hơi nhẹ nhàng thở ra lập tức đáp xuống khu rừng bên dưới kiểm tra cảm ứng thạch trên người lại đi vài vòng ở ngoài sơn môn Đợi đến tảng sáng, Lý Trường Thọ mới thi triển thổ độn đến trước sơn môn độ tiên môn, gọi Linh Nga đi ra dẫn hắn đi vào. Lúc ra ngoài, Lý Trường Thọ dùng tiểu địa mạch Na Di Trận mà chính mình âm thầm lưu lại trong địa mạch độ tiên môn trước đây. Na Di Trận kia là đơn hướng, cũng vô pháp nghịch hướng chui trở về. Muốn tiến vào mà không kinh động đại trận hộ sơn, Lý Trường Thọ còn thiếu mấy món linh bảo phá trận. Trong chốc lát, Linh Nga cưỡi mây đi đến phá thiên phong từ tiểu quỳnh phong, nhận ngọc điệp ra ngoài lại vội vàng chạy tới trước sơn môn lão đại gia thủ vệ kia khục lão tiên nhân vẫn chưa yên tâm căn dặn một phen nữ đệ tử như ngươi đi ra ngoài cần phải cẩn thận tu vi vốn không cao đừng để kẻ xấu tính toán linh nga liền vội vàng gật đầu trả lời nói chính mình chẳng qua là đi tản bộ gần đây một chút tìm kiếm mấy gốc thảo dược trở về học tập luyện chế đang dược bay ra khỏi sơn môn linh nga cưỡi mây tiến về phía khu rừng sư huynh nói Lý Trường Thọ đã sớm chờ ở chỗ này, thấy thân ảnh sư muội cưỡi mây bay đến ở trên ngọn cây, cũng không khỏi có một chút xuất thần. Linh Nga là nhận được đạo nhân giấy đưa tin liền vội vàng bay ra ngoài, không trang điểm nửa phần, nhưng gương mặt xinh đẹp tinh xảo động lòng người, da thịt trắng nõn làm người thương yêu. Khó được nhất chính là cảm giác tươi mát linh động trên người nàng, nổi bật ở bên trong ánh nắng sáng sớm, cơ hồ tràn đầy ra ngoài. Linh Nga mặc váy dài xanh nhạt trên người, phối hợp với đai lưng khảm nạm mấy khỏa hoàng ngọc, lại triển lộ hơn phân nửa tư thái mỹ lệ tốt đẹp của nàng. Duyên dáng đáng được ca tụng, ngọc bích hoàng mỹ hiếm có. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, vẫn là nhìn sư muội đáng tin cậy và ổn định hơn. Ách, chính mình bị đại pháp sư nói vài câu, lại bắt đầu nghĩ những thứ không cần thiết này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính mình đối với sư muội có phải hay không cũng nên thay đổi thái độ, đừng làm cho nàng nghi thần nghi quỷ, chuyên tâm tu hành. Từng. Linh Nga đột nhiên dừng lại thân hình ở bên ngoài mười trượng, đôi lông mi dài nhướng lên, lập tức phát hiện ra điều gì. Có vấn đề. Khẳng định có vấn đề. Hừ hừ, sư huynh, huynh lại đang kiểm tra ta đúng hay không? Linh Nga cong khóe miệng lên, có một chút bất mãn khẽ hừ một tiếng, khẳng định là thả tờ người giấy ở đó, bày bẫy rập để ta đi qua. Thật là, người ta nghe được huynh nói chuyện liền vội vàng chạy ra ngoài, tóc cũng không kịp chảy. Lý Trường Thọ Hắn liền lặng lặng mà nhìn. Nhìn Linh Nga thả ra hai tờ người giấy, tiến tới bản thể đạo nhân giấy của mình, xác minh lá rụng bụi cỏ xung quanh từng chút một, còn cẩn thận từng ly từng tí chọc vào gương mặt của chính mình hai lần. Được rồi, tiếp tục dạy đi, chuyện này còn kém xa. Lý Trường Thọ lắc đầu, đạo nhân giấy trực tiếp hóa thành bộ dáng người giấy, bản thể chui ra từ phía sau người giấy, hóa thành một con tiểu trùng mang ta trở về. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, sư huynh ra ngoài vào lúc nào? Muội đoán xem. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, không đoán chép ổn tự kinh 300 lần, đoán sai chép ổn tự kinh 500 lần. Linh Nga. Đột nhiên muốn ném sư huynh thối ra bên ngoài. Đại điển hải thần giáo qua đi, áp lực trên vai Lý Trường Thọ đột nhiên biến mất hơn phân nữa. Loại cảm giác này hết sức rõ ràng những người tây phương giáo nguyên bản một mực dò xét hải thần giáo kia hoàn toàn mất hết tâm hơi vẫn luôn lo lắng long tộc có một chút kháng cự đối với thiên đình hiện tại phát hiện ra long tộc tràn đầy hướng tới đối với thiên đình thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giúp một nhóm long tử đạt được một ít thần vị cấp thấp trợ giúp bọn hắn thoát khỏi nghiệp chướng mà chịu ảnh hưởng của hắn tây phương giáo điều chỉnh sách lược thuần long cũng bắt đầu giảm áp lực đối với long tộc thế cục tứ hải bắt đầu buông lỏng tiếp theo hẳn là sẽ có người tây phương giáo tìm tới cửa tiến hành giao lưu thân thiện với hắn đến lúc đó lý trường thọ sẽ cố ý tránh không gặp cự tuyệt bất kỳ giao tiếp nào với tây phương giáo không thì đối phương rất có thể sẽ dùng việc này làm ầm ĩ khiến cho long tộc cảm thấy thiên đình cùng với tây phương giáo đã diễn một vở kịch loại tính toán này lý trường thọ đương nhiên sẽ không mắc lừa sau khi trở về trong núi lý trường thọ gặp nhau một lần với sư phụ sư muội nói một chút sự tình có quan hệ đến thiên đình đối với sư phụ, cũng đốc xúc sư muội khắc khổ tu hành. Linh Nga lần này ngược lại là có một chút dứt khoát đáp ứng, tuyên bố bế quan 3 năm tại chỗ, làm cho Lý Trường Thọ suýt nữa muốn nghiệm chứng xem đây có phải là bản thể của nàng. Linh Nga có thể thống khoái bà bế quan, ngược lại là có quan hệ cùng với tử cửu tiểu sư thúc. Tại phòng bài bạc tử cử cửu thường trú, gần đây hữu cầm huyền nhã cũng thường xuyên đến tiểu Quỳnh Phong chơi đùa, nếu như tử cửu sư thúc cảm thấy khó chịu, liền có thể kéo hữu cầm huyền nhã, hùng linh lị cùng nhau đấu đại thần, mô phỏng cuộc sống, giết tam giới, vân vân. Hơn nữa, gần đây hội viên thường trú tại phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong, lại nhiều thêm một vị giang lâm nhi cùng hung cực ác. Vương Phú Quý, Khục, Phong tình thượng nhân bế quan tu hành lĩnh hội kim tiên đạo. Giang Lâm Nhi lo lắng sự tình đạo lữ nhà mình tu hành, không dám bế quan lâu dài, lại chú ý về tình huống tiểu linh thụ, cũng sẽ thường đến tiểu quỳnh phong chơi đùa như thế linh nga cũng không cần phải lo lắng tiểu sư thúc sẽ buồn bực đến hoảng có thể chuyên tâm tu đạo một đoạn thời gian bây giờ linh nga tiến hành tu hành có thể nói là rất có động lực trong môn phái gần đây có không ít nữ đệ tử thành tiên từ trạng thái khí chất đến da thịt đều có biến hóa về chất cũng bởi vậy linh nga cũng kiên định với tín niệm sớm ngày thành tiên nếu lý trường thọ biết hắn không ngừng khuyến học còn không hữu dụng bằng lý do này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Đoán chừng sẽ đánh một trận, treo lên cây. Nửa năm này Lý Trường Thọ Ngoại trừ mưu đồ bố cục, cũng đang cố gắng làm một chuyện nhỏ, nghiên cứu thần lực. Hắn đã phát hiện ra, chỗ mà tiên thức của chính mình bao phủ, đều có thể thi triển ra thần lực mà thiên đạo giao phó. Tất nhiên, hải thần hắn trên đất bằng chính là cá không có nước, không nhảy nhót nổi. Nhưng nếu như là đạo nhân giấy trên biển cả, chính mình có thể dựa vào tiên thức đạo nhân giấy tràn ra phát huy ra tối đa năm thành công hiệu thần lực chuyện mà thần lực hải thần có thể làm bao gồm khởi xướng sóng thần dẫn dắt bầy cá trợ giúp sinh linh trong biển sinh sôi đề cao tỷ lệ sống sót của con non trong biển ở giai đoạn này nó không có ích lợi gì mà đại điển hải thần giáo lần này cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn đối với bản thân hải thần giáo hải thần giáo lại nên đón một đoạn thời kỳ thần miếu bộc phát quy danh của hải thần cùng với thiên đế cấp tốc tuyên dương rộng rãi tại khu vực tây nam nam thiện bộ châu lần này đã không còn cực hạn tại nơi ven biển nhưng lý trường thọ trước thời hạn liền làm xong phát triển quy hoạch hắn có thể tranh công đức cùng với những giả thần kia nhưng không thể cướp hương hỏa chớp mắt liền đến thời hạn nửa năm lý trường thọ dùng thần niệm báo cho ngao ức một tiếng bảo ngao ức vào bên trong miếu hải thần an thủy thành gặp mặt với đạo nhân giấy của chính mình đây là thời điểm chính thức đi đến Thiên Đình dạo một vòng, đi thông minh điện đăng ký, đi lăng tiêu bảo điện làm lệnh bài, chính thức trở thành một bộ phận tạo thành Thiên Đình. Tất nhiên, lần này đi vẫn là bản thể đạo nhân giấy. Vân Tiêu sư muội, không bằng chúng ta đánh cược. Trên Tam Tiên Đảo, trên một tòa lầu cắt trên vách đá hẻo lánh, bóng hình xinh đẹp đang lặng lẽ ngồi thiền trên bồ đoàn, đôi mắt sáng chậm rãi mở ra. Ai, Huyền Đô sư huynh thật là Tự nhiên lại dùng chuyện như vậy nhiễu loạn tâm cảnh của ta. Vân Tiêu Lực bàn tay mảnh khảnh của mình, lòng bàn tay nhiều thêm một quyển tranh cuốn, lẳng lặng mở ra nhìn, sau đó liền hơi lắc đầu. Suy nghĩ nhiều tâm cảnh ngược lại sẽ rơi vào trạng thái rối loạn, như vậy cũng sẽ trúng tính toán của Huyền Đô sư huynh. Chẳng bằng mặc kệ chuyện này, tùy tâm mà định ra, cũng không cần lo lắng cái gì. Cần biết bản tính bản tâm, để rõ tạo hóa đạo sinh. Lẩm bẩm vài tiếng. Vân Tiêu đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, quyển tranh cuốn này bay đến trong góc phòng, tự động treo ở phía sau một tấm rèm màu xanh. Sau đó, khóe miệng của vị đại đệ tử ngoại môn tiệp giáo này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhắm mắt ngưng thần, cấp tốc đắm chìm ở bên trong đại đạo, một chút đạo vận tối nghĩa vần quanh xung quanh. Tại An Thủy Thành, trong hậu viện miếu hải thần. Ngao ớt mặt thủy tinh giáp xanh nhạt, đầu đội nón trụ thủy tinh xanh nhạt tinh thần bừng bừng phấn chấn, đứng ở trước mặt hóa thân lão thần tiên của giáo chủ ca ca nhà mình, hứng thú bừng bừng hỏi một câu, giáo chủ ca ca, chúng ta đi thiên đình có cần chuẩn bị gì không? Trước tiên phải đổi mũ cho ngươi. Ách! Ngao ớt nháy mắt mấy cái, lấy xuống nón trụ thủy tinh trên đầu, có một chút chột dạ hỏi một câu, ca ca, sao thế? Đây là tư tư chọn lựa cho ta. Lý Trường Thọ lắc đầu, nói, thiên binh thiên tướng đều là thích mặt giáp bạc giáp vàng, ngươi cũng phải giống thế. Hai mắt của Ngao ất tỏa sáng, liên tục nói suy nghĩ của chính mình không chu toàn, chạy vào phòng trong, đổi thành một bộ giáp lưới ánh bạc lóng lánh. Đối với chuyện ăn mặc của vị tiểu lão đệ này, Lý Trường Thọ cũng đã hết lòng hết sức. Lý Trường Thọ liếc nhìn hình tượng đạo nhân giấy của chính mình này. Tóc trắng buộc vòng, khoác áo choàng mỏng. Khuỷu tay gác vất trần, chân đạp giày vải dệt thủ công. Ừm, như vậy là được rồi, sau khi mặc triều phục vào, quả nhiên là quá chán lại nghe ngao ức ở bên cạnh nhỏ giọng nói giáo chủ ca ca mẫu hậu nhờ ta mang một ít lễ gặp mặt cho tiên thần thiên đình chuyện này đưa như thế nào lễ gặp mặt là thứ gì ngao ức vội nói đều là chút đồ vật không có quan hệ với tu đạo như là cái gì trân châu nam hải dạ minh bắc hải sang hô đông hải huyền tinh tây hải mẫu hậu nói như vậy cũng không tính là hối lộ tiên thần cũng không phải bảo vật cần để tu đạo nhưng tiên thần thiên đình đông đảo đệ cũng không biết cái gì nhẹ cái gì nặng vậy thì vô phương lý trường thọ cười nói như vậy ngươi nhìn thủ thế của ta nếu ta giơ ngón tay cái lên ngươi liền lấy một phần lễ gặp mặt ra nếu ta dựng thẳng hai ngón tay lên ngươi liền lấy một phần trọng lễ hoặc là hai phần lễ gặp mặt vâng ngao ất lập tức đáp ứng lập tức hai huynh đệ cũng không chậm trễ nhiều lý trường thọ vung phất trần làm ra một đóa mây trắng. Ngao ớt hỏi, ca ca, không bằng ta dùng long thân chở ngươi. Đừng làm như vậy. Đệ tử nhân giáo không muốn trở thành long kỵ sĩ nào đó nghiêm mặt nói, làm việc tại thiên đình, trọng yếu nhất chính là điệu thấp, mục đích của chúng ta chính là công đức thiên đình, lại không phải là vì dương danh lập vạn tại thiên đình. Mặt ngao ớt lộ ra nét hổ thẹn, thành thành thật thật đi theo bên người giáo chủ ca ca nhà mình. Mây trắng phiêu khởi, hai người chậm rãi bay lên trên trời. Đoạn đường này ngược lại là gió êm sóng lặng, bay đến không trung ước chừng cao trăm dặm, một cổ cương phong kịch liệt thổi tới từ bốn phương tám hướng, như lưỡi dao cắt vào một lông một người giấy này. Ngao ớt lập tức thả tiên lực ra là một tầng bình chướng, cương phong này tự nhiên không động được vào cao thủ cảnh giới thiên tiên như hắn. Lại tăng lên mấy chục dặm, một tầng thiên hỏa mắt trần có thể thấy, xuất hiện ở phía trên, bọn hắn tùy ý xông đi qua. Cương phong, thiên hỏa, chủ yếu là ngăn cản sinh linh dưới tiên nhân bay đến không trung hồng hoang. Xông qua thiên hỏa, bầu trời trên đỉnh đầu lập tức trở nên cao hơn, màu xanh thẳm nguyên bản cũng thay đổi trở nên nhạt hơn rất nhiều, đóa đóa mây trắng tung bay phía trên, từng đường mây giấu ở trong mây trắng. Lý Trường Thọ cũng là lần đầu tiên lên trời, không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác mang ngao ớt rơi xuống trên đường mây, bay về hướng chính giữa Nam Thiệm Bộ Châu. Bay trong chốc lát, một tòa thiên môn bạch ngọc to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Nhìn thiên môn này, toàn bộ tạo thành từ bạch ngọc, khắc long câu phượng thủ thanh minh. Chu tà bảo kiếm treo lơ lửng, trên Việt nam thiên trấn giang nịnh. Lý trường thọ không hiểu sao có một chút kích động nhỏ. Chính mình bây giờ đã tốt hơn so với kế hoạch lập ra vào lúc 18 tuổi, sớm hơn, cũng càng thoải mái dễ chịu hơn, đã tới nơi đây, nhảy ra khỏi cái hố to phong thần kia, sẽ không đi làm cái loại pháo hôi phong thần thảm nhất kia thảm nhất chính là cái loại bị giết còn không lên được phong thần bản Lý Trường Thọ bưng phất trần mang theo ngao ức cưỡi mây chậm rãi bay về phía trước Thiên tướng thủ vệ thấy thế đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi hoặc sau đó liền nghĩ đến điều gì cẩn thận phân biệt thêm vài lần lập tức truyền âm đối với các nơi đều giữ vững tinh thần vị hải thần kia đã tới thiên đình lập tức thiên binh tranh giữ ở trước cổng trời cùng nhau chấn tác tinh thần, vội vàng bóp nát ngọc phù đông một công lưu lại, cùng với mấy vị thiên tướng cùng nhau hướng về phía trước chủ động nên đón. Xin hỏi, ngài thế nhưng là tứ hải đại thần huyền thượng vô khuyết. Lý trường thọ mỉm cười gật đầu, vô cùng hiền lành. Mấy vị thiên tướng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, một người nói, có thể bày ra thần lực. Chúng ta cũng phải nghiệm chứng mới được. Lý trường thọ lắc lắc vất trần, một vệt ánh vàng hiện lên quanh người hắn, cả người đều nhiều hơn mấy phần cảm giác thần thánh. Chúng thiên tướng lập tức ôm quyền hành lễ, Lý Trường Thọ vái chào hoàng lễ, cười nói, như thế đã có thể nghiệm chứng bản thân chưa. Đương nhiên, mời Hải thần. Thiện. Lý Trường Thọ ra dáng mà nói, mang theo ngao ớt đi vào Nam Thiên Môn. Lý Trường Thọ thầm lắc đầu. Chỉ nghiệm chứng thần lực của mình liền thả mình đi qua, cũng không khỏi quá bất ổn vừa không kỹ càng đề ra nghi vấn, lại không có người kiểm tra, càng không phát giác ra đây là hóa thân hay là khôi lỗi. Lát nữa cần phải nói cho Ngọc Đế bệ hạ việc này. Không thì về sau chính mình mang sư muội sư phụ lên thiên đình, hoàn toàn không có cảm giác an toàn gì. Ca ca. Ngao ức truyền âm hỏi, không cần tặng lễ cho những người này sao? Lúc đi rồi nói sau, không kịp. Lý trường thọ vừa dứt lời, trên đường mây phía trước hiện lên một đạo thanh quang, một lão giả đông hậu hiện ra. Hai mắt Lý Trường Thọ tỏa sáng, âm thầm vương, một bàn tay đối với ngao ức. Ngao ức nháy mắt mấy cái, năm ngón tay. Năm phần lễ gặp mặt. Lập tức, ngao ức vội vàng chuyển đông làm tay ở bên trong trữ vật pháp bảo của chính mình, mà Lý Trường Thọ cưỡi mây hướng về phía trước, đã là hôn một câu, làm phiền một công dẫn đường. Ha ha ha! Tâm tình của đông một công vô cùng vui sướng, hải thần, mãi mới thấy ngươi lên trời nhanh nhanh theo ta đi bái kiến bệ hạ lý trường thọ lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng ấn theo lý thuyết hắn nên đi đến thông minh điện trước nhưng đông một công đã không theo quá trình vậy hắn cứ làm theo là được một công đây là thống lĩnh thủy quân của ta ngao ất ngao ất nhanh hướng về phía trước bái kiến đây là thiên đình đông một công người bệ hạ tín nhiệm nhất ngao ất vội vàng đi về phía trước cung cung kính kính vái chào trong miệng hô hào một công lại từ trong ngực lôi ra năm chiếc trương lớn bằng vàng mỗi một chiếc trương dài nửa trượng cao ba thước chỉnh chỉnh tề tề xếp ở trước mặt đông một công nắp trương tự động mở ra trong đó lấp lóe bảo quang sáng chói dạ minh bảo châu lớn chừng quả đấm của hùng linh lỵ dĩ ngọc điêu khắc từ tuyệt phẩm mỹ ngọc đại trân châu lớn chừng trái nhãn không chút tì vết nào lý trường thọ lão đệ ngươi là tới thiên đình để phô bày sự giàu sang sao đồ vật không quan trọng ở trong miệng ngươi có thể đưa một trăm thùng như thế này tới miếu hải thần không ngao ất trịnh trọng nói đây là một chút tạ lễ của vãn bối từng của mặt tướng còn xin đông một công đại nhân nhận lấy chuyện này đông một công nháy mắt mấy cái có một chút chột dạ nhìn chung quanh lại mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía lý trường thọ muốn biết đây có phải là khâu quan trọng trong sự tình long tộc hay không trong đáy lòng lý trường thọ cũng là bất đắc dĩ một hồi Hắn ngược lại là biết long tộc nóng lòng, không nghĩ tới. Một công, đây cũng là một phần tâm ý của Ngao ất, đều là một chút đồ trang sức, còn xin một công nhận lấy. Ai, chuyện này không hợp quy củ, nếu để người thấy, vậy thật là. Một công chờ một lát. Lý Trường Thọ truyền âm nói đối với Ngao ất, Ngao ất lập tức cúi đầu đáp ứng một tiếng, quay người hóa thành một đạo ánh đỏ, rơi vào chỗ nam thiên môn. Loãng xoảng lại là mấy chiếc trương lớn đưa ra ngoài, đập ở trước mặt mấy vị thiên tướng. Đây là một phần tâm ý của Ngao Ức, còn xin sau này chư vị chiếu cố nhiều hơn. Tiếp đó, Ngao Ức quay người bay trở về, hoàn toàn không cho nhóm thiên tướng cơ hội cự tuyệt. Lúc này Đông Mộc Công đã rõ ràng, đây đại khái chính là Khâu Long cung chủ động tặng lễ vì trải đường lên trời, trong đáy lòng càng thêm kính nể mấy phần đối với vị hải thần trước mắt này. Vậy thì ta thu nhé. Đông Một Công cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, lý trường thọ mỉm cười trừng mắt nhìn đông một công cười nói rằng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tiếp theo trên đoạn đường bay đến lăng tiêu bảo điện này chỉ cần gặp được thiên tướng ngao ất liền đi lên đưa một trương vật phẩm trang sức không quan trọng ở trong thiên cung trống trải vang lên cài chuyện này sao có thể được khách khí khách khí chẳng qua là một ít lễ gặp mặt lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa trong lúc nhất thời trên đường mây từ nam thiên môn đến lăng tiêu bảo điện tràn ngập khí tức sung sướng vui vẻ sắp đến lăng tiêu bảo điện lý trường thọ lại là hai mắt tỏa sáng thấy được hóa thân ngọc đế cùng với mấy vị thiên tướng đi ngang qua lý trường thọ cũng đều không cần nháy mắt đối với ngao ất ngao ất đã là chạy lên chuyển ra mấy chiếc bảo trương ở bên trong pháp bảo trữ vật trong miệng nói một chút lễ gặp mặt kính xin vui vẻ nhận về sau chiếu cố nhiều hơn hóa thân ngọc đế cũng có một chút buồn bực trừng mắt nhìn lý trường thọ lý trường thọ cười gật gật đầu theo đó hóa thân ngọc đế vốn là đến xem ai dám quan minh chính đại thu lễ lập tức rõ ràng một chút gì đó hành động mà trường canh ái khanh tiến hành phải có thâm ý long tộc đưa ra lễ vật liền có cảm giác quan hệ cùng với thiên đình thân cận hơn một chút ngược lại là trước đây ta vẫn chưa cân nhắc đến việc như vậy hơn nữa đưa tặng đều là một chút đồ vật bày biện trang trí long tộc cũng coi như có lòng. Thế là, hóa thân ngọc đế khẽ cười nói, lần này coi như thôi, nhưng thiên đình có thiên quy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được. Ngao ức cười gật gật đầu, ông quyền chắp tay đối với vị thiên tướng qua đường không biết tên này, cười chạy về phía sau lý trường thọ. Hóa thân ngọc đế âm thầm gật đầu, ngược lại là một đầu tiểu long không tệ. Lại bay qua hai tầng trời nữa, bay qua cửu trọng ngọc môn, Lăng Tiêu Bảo Điện trôi nổi ở trong một mảnh tinh không đã hiện ra trong tầm mắt, Bách Tiên hội tụ ở trong đó, thiên binh trước điện xếp thành hàng. Đạp lên 999 bậc thang bạch ngọc trước điện, Ngao Ức không hiểu sao có một chút khẩn trương. Lý Trường Thọ truyền âm cổ vũ hắn vài câu, sau đó tay trái khẽ nâng vạt áo trường bào, tay phải bưng phất trần trắng tinh, bước lên từng bước. Đây chính là Bản tự trong núi Tiêu giao khách, trong Lăng Tiêu Điện bái đế quân đứng hàng chu thiên xưng chính đạo trường sinh đang nhìn tránh phong thần sau nửa canh giờ bay trên đường mây đến thông minh điện lý trường thọ truyền âm nói đối với ngao ất cảm giác thế nào thiên đế bệ hạ đúng là trẻ trung khỏe mạnh ngao ất truyền âm trở về hơn nữa thiên đế có thể quan tâm long tộc như vậy cũng làm cho trong đáy lòng ất vạn phần cảm khái lý trường thọ ấm giọng nói mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài ngao ất ngươi phải học được phân tích sự việc bên trong nguyên nhân Thiên đế lo lắng đối với long tộc như vậy, nhưng thật ra là nhìn trúng lực ảnh hưởng của long tộc ở trong hồng hoang. Nếu như long tộc có thể vào biên chế thiên đình, lúc này thiên đình vừa cất bước không lâu, chắc chắn sẽ thanh danh đại chấn. Đây chính là động cơ thiên đình tương trợ long tộc. Ngao ớt nghe vậy giống như có điều suy nghĩ, truyền âm trả lời, những lời ca ca nói này, ngao ớt là biết đến, nhưng thiên đình so với những người âm thầm ra tay với long tộc chúng ta, cường đại hơn đâu chỉ vạn lần. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, vẫn chưa nói thêm gì. Lần này bái kiến Ngọc Đế ở bên trong lăng tiêu bảo điện, Lý Trường Thọ cũng không được quá nhiều chỗ tốt, cũng chỉ nhận được một khối hổ phù có thể tùy thời điều động 10 vạn thiên binh, lại được một tấm lệnh bài có thể tùy ý đi lại tại các nơi thiên cung, đặt cách không báo mà tiến vào lăng tiêu điện. Hoàn toàn chính là đại ngộ của quyền thần bình thường. Đi vào bên trong thông minh điện, mấy vị tiên quan phòng thủ thông minh điện cũng là có một chút cung kính, tốt tốc làm xong các hạng sự vụ. Vào tiên tịch, nhận lệnh bài, chọn phủ đệ, còn dẫn tới 3.000 thiên binh làm nhóm thủy quân hải thần đầu tiên. Lý Trường Thọ thừa cơ tìm hiểu tình huống biên chế và các phương diện bây giờ của thiên đình, phát hiện ra thiên đình không chỉ là khuyết thiếu chính thần, lực lượng phòng giữ ở các nơi cũng có lỗ thủng to lớn. Thiên binh cần có để đóng giữ toàn bộ thiên đình là hơn 300 vạn, bây giờ cộng lại các nơi, cũng chỉ có trăm vạn mỗi một tầng trong chín tầng trời đều vô cùng rộng lớn ba tầng trời dưới cùng vẫn chỉ là chỗ ở của thiên nhân đối ứng với thiên nhân đạo bên trong lục đạo luân hồi thọ nguyên của nhóm thiên nhân đều là ngàn năm trở lên có tư chất tu tiên tốt hơn là nguồn chiêu mộ thiên binh quan trọng từ địa phủ cho tới thiên đình lý trường thọ có thể nhìn thấy một con đường rõ ràng mạch lạc đây có lẽ là sau khi đạo tổ hồng quân dung hợp thiên đạo tạo dựng ra hệ thống thần quyền tam giới nhưng tỷ suất thiên nhân sinh sôi lại luôn không tăng lên thiên đình cũng bị giới hạn thiên binh hoàn toàn không đủ dùng thiên đình muốn quật khởi nhất định phải cải tổ nhiều phương diện nhưng lý trường thọ cũng chỉ là suy nghĩ một chút những điều này cũng sẽ không chủ động đi nói trừ phi là thánh nhân lão gia cho nhiệm vụ hoặc là chính mình cần nhờ vào đó để kiếm công đức tự nhiên gia tăng sự tình nhân quả cho chính mình lý trường thọ tuyệt đối sẽ không làm hả trong đáy lòng đột nhiên có hiểu ra, Thái Thanh Đại Đạo sinh ra một tia nhiễu loạn, ngưng tụ thành một chữ trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Đến. Đây là. Tinh thần của Lý Trường Thọ chấn động, Ngao ức ở bên cạnh lập tức có một chút buồn bực. Lập tức, Lý Trường Thọ không dám chậm trễ, hỏi rõ động xuất cung ở nơi nào, liền dẫn Ngao ức bay về hướng động xuất cung. Ngao ức vội hỏi, đó không phải là đạo trường của hóa thân thánh nhân lão gia sao? Ừm. Lý Trường Thọ nói: Không nên hỏi nhiều, không cần nhìn nhiều, cũng không cần nghe nhiều. Vâng. Ngao ớt như lâm đại địch, cả thân rồng đều trở nên căng thẳng. Nhưng mà bọn hắn còn chưa có bay đến động xuất cung, ở ngay trên đường mây cách đó không xa thấy được một mảnh ruộng mầm đậu. Đúng là ruộng mầm đậu. Đây là thần thông tác đậu thành binh bản cải tiến đầu tiên Lý Trường Thọ hiến cho Thiên Đình. Sau khi thấy hiệu quả của đầu tiên, Thiên Đình đã mở một khu vực trồng đậu. Lúc này thiên đình rất trống trải, mảnh mầm đậu tiên này cũng coi như là tăng thêm cho thiên đình mấy phần màu xanh biếc. Nhưng những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, đang khiên quốc trong ruộng mầm đậu, đầu đổ đầy mồ hôi nóng, cũng đang nhìn về phía nơi đây, vị thanh niên thiên tướng kia. Ngao ớt vừa nhìn thấy người này, khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ lên, vô thức liền cầm bảo kiếm của mình, khen một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Điện trang Lý Trường Thọ cũng có một chút phát mộng, hai mắt nhìn kỹ, cảm thụ khí tức đạo vận của đối phương, mới phát hiện ra chính mình cũng không có nhìn lầm. Tên gia hỏa này không phải là thiếu gia thiên nhai cắt hay sao? Làm sao lại đến đây, trồng đầu? Ngao ớt. Lý Trường Thọ truyền âm nhắc nhở một câu, Ngao ớt có một chút mất khống chế lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức thu hồi trường kiếm trong tay, khẽ nhíu mày. Giáo chủ ca ca, người này làm sao lại ở trong thiên đình? ta cũng không biết. Lý Trường Thọ truyền âm nói, trước tiên đi đến động xuất cung bái kiến lão quân, lại tới hỏi hắn việc này. Ngao ớt gật đầu trả lời, cùng với Lý Trường Thọ tiếp tục chạy tới động xuất cung, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ở trước động xuất cung, một đồng tử đã sớm chờ đợi, nói rằng lão quân bảo trường canh đi vào. Ngao ớt cũng biết Lý Trường Thọ vốn là muốn dẫn y cùng nhau đi bái kiến hóa thân thánh nhân, nhưng hóa thân thánh nhân rõ ràng không muốn gặp y, Vội nói, ca ca mau mau đi vào đi, ta chờ ở bên ngoài. Không có gì khác, cơ duyên chưa tới mà thôi. Lý Trường Thọ đi vào động xuất cung, còn cố ý truyền âm căng dặn ngao ức, bảo y không cần loạn đi, cứ đứng chờ ở đây, ngao ức cũng trịnh trọng đáp ứng. Lập tức, Lý Trường Thọ bưng phất trần, đi theo phía sau đồng tử, đi vào cửa lớn chỉ mở ra một khe hở. Bước vào động xuất cung, Lý Trường Thọ ngược lại là hơi có một chút ngoài ý muốn động xuất cung ở trong suy nghĩ của hắn chính là có trận pháp huyền diệu linh đang thành tinh tung bay khắp nơi tiên thiên linh căn hóa thành đạo đồng chạy trên mặt đất nhưng đến nơi đây chỉ thấy một tòa đại viện một tòa lầu các miễn cưỡng coi là đại điện cỡ lớn mấy gốc linh thụ yểu xìu phổ biến trên thiên đình lý trường thọ cẩn thận cảm ứng lại nhận ra một tia đạo vận tối nghĩa khó hiểu như có như không tràn ngập trong toàn bộ động xuất cung thánh nhân hóa thân của đạo vận tóm lại đây cũng chính là đạo vận của thánh nhân. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ than nhẹ một hồi, không hiểu sao liền nổi lên kính ý nồng đậm đối với tồn tại còn chưa nhìn thấy trong điện phía trước. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng ho khan một đạo thân ảnh quen thuộc đẩy cửa điện ra, mỉm cười nhíu mày đối với Lý Trường Thọ. Đại Pháp Sư Ách, còn là Đại Pháp Sư mang theo vài phần buồn ngủ, nhìn không được ngáp một cái. Đại Pháp Sư mở miệng trêu chọc, tiểu ngân, lão quân bảo ngươi đi tiếp dẫn đệ tử nhân giáo hải thần mới tấn thăng sao ngươi lại dẫn một tờ người giấy đến người giấy đồng tử kia hiếu kỳ đánh giá lý trường thọ lý trường thọ cũng vô thức liếc nhìn thân thể của chính mình phát hiện ra đạo nhân giấy cũng không lộ ra dị dạng tiếp theo lý trường thọ hiểu rõ ra đây là huyền đô đại pháp sư đang che chở chính mình trêu chọc vài câu trước khiến cho lão quân sẽ không vì việc này mà không vui nói trở lại tiểu ngân chính là vị ngân giác đại vương ngu ngơ kia ta gọi ngươi một tiếng ngươi có dám đáp ứng không lý trường thọ liếc nhìn đồng tử có khả năng không quá thông minh này ôm hòa cười một tiếng liền vội vàng hướng về phía trước hành lễ đối với đại pháp sư bản thể của đệ tử chỉ muốn chuyên chú vào sự tình tu hành sớm ngày kết kim tiên đạo cho nên dùng hóa thân lên trời tương trợ ngọc đế bệ hạ chuyện này trước đây đại pháp sư ngài cũng đã đồng ý huyền đô đại pháp sư lập tức cười đến hiếp cả mắt vào đi, lão quân đã đợi ngươi nửa ngày. Lý Trường Thọ phát ra ánh mắt giao lưu thỉnh cầu đối với Đại Pháp Sư, lại bị một cái động tác nháy mắt của Đại Pháp Sư chặt đứt, phản hồi cho Lý Trường Thọ một nụ cười an tâm. Tóm lại, sau khi đi vào không nói hai lời liền dập đầu, thánh nhân nói cái gì cũng đều đáp ứng. Từng, vì lý do ổn thỏa, chính mình cũng nhất định phải ôm lấy một phần lòng hoài nghi, cân nhắc đến một vài khả năng Đại Pháp Sư chơi ác chính mình, nơi đây có thể là thiên đình giả, đây có thể là chính mình ngộ nhập mộng ma trong lúc tu hành. Bái nhiều hơn mấy lần, tóm lại là không có chỗ xấu. Đại Pháp Sư quay người tiến vào cửa điện, Lý Trường Thọ cúi đầu đuổi theo ở phía sau. Sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy được lò bát quái vàng tím vô cùng dễ thấy kia, lò này khá lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa đại điện. Lần đầu tiên nhìn thấy lò này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ toát ra chính là hai chữ xinh đẹp, ngoại hình của lò bát quái này mê người như thế, mỗi một đoạn đường công đều không bàn mà hợp với đại đạo. Còn không kịp nhìn lần thứ hai, lực chú ý của Lý Trường Thọ đã chuyển tới vị lão giả ngồi phía trước lò bát quái kia. Nên hình dung lão giả này như thế nào? Nhìn sơ qua thường thường không có gì lạ, thứ hai nhìn mặt mũi hiền lành, thứ ba là già vẫn tráng kiện, thứ tư thấy đạo cảnh vô cực, nhưng sau khi nhắm mắt, trong đáy lòng không có được nửa phần ấn tượng, hình tượng liên quan tới lão quân, lưu cũng đều không lưu được. Đệ tử Lý Trường Thọ, bái kiến lão quân. Ngày hôm nay đệ tử dùng đạo nhân giấy đến đây, xin lão quân thứ tội. Lão quân dường như cười, lại dường như vẫn chưa cười. Ngồi. Lý Trường Thọ như là nghe lầm, sửng sốt trong nháy mắt, mới đứng dậy đi về phía bồ đoàn trống rỗng xuất hiện ngồi xuống. Lão quân lại nói, ngày hôm nay truyền cho ngươi tam thiên đan đạo. Đa tạ lão quân. Ừ. Thái thượng lão quân chậm rãi gật đầu, lại nhìn về nơi cửa sau phía đại điện, một vị đại pháp sư nào đó vừa muốn cất bước chạy đi, trở về. "Ai, đệ tử đến rồi." Đại pháp sư đáp ứng một tiếng, yên lặng đi tới, cố gắng lộ ra mấy phần mỉm cười bình thản, "Lão quân, đệ tử không thích luyện đan." Lại có một chiếc bồ đoàn xuất hiện ở bên trái đằng trước Lý Trường Thọ, đại pháp sư mặc dù ngoài miệng nói không thích, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ngay ngắn trên đó. Vị trí chỗ ngồi này cũng là có thâm ý sâu sắc. Nhưng Lý Trường Thọ tự biết có thể ngồi ở chỗ này là đã được lão quân tán thành. Lão quân hơi mở hai mắt, tỉnh. Thân thể đại pháp sư ngồi càng thẳng hơn một chút, dường như muốn ở trước mặt Lý Trường Thọ, tiếp tục duy trì một chút, uy nghiêm của đại sư huynh đạo môn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm suy nghĩ, đại pháp sư làm sao lại có một chút sợ nghe lão quân giảng đạo. Ngày hôm nay lão quân muốn truyền thụ cho chính mình luyện đang chi đạo, chuyện này hẳn là sẽ không gây nên kim tiên kiếp của chính mình. Hơn nữa lão quân muốn truyền đạo, mình tuyệt đối không thể cự tuyệt, kim tiên kiếp đến trước thời hạn cũng là không thể làm gì. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền rõ ràng, vì sao Đại Pháp Sư lại muốn vụng trộm chạy đi. Lão quân giảng đạo cũng không mở miệng, chẳng qua chỉ là lẳng lặng ngồi ở kia, lòng bàn tay xuất hiện một đóa thanh liên xoay chậm chậm, hai mảnh cánh hoa bay ra từ thanh liên này, một mảnh biến mất không thấy gì nữa, một mảnh thắt sâu vào cái trán của đại pháp sư, toàn thân đại pháp sư rung động hai lần, trực tiếp ngã ra sau ngất đi. ấy, lý trường thọ còn chưa kịp chớp mắt, trong đáy lòng liền nổi lên mấy phần hiểu ra, bản thể cất giấu trong bình hoa tại một góc mực thất dưới đất tiểu quỳnh phong mở hai mắt ra, một mảnh cánh hoa che đậy toàn bộ tầm nhìn của hắn, rơi vào cái trán của hắn, rắc một tiếng bình hoa vỡ nát, thân thể lý trường thọ té trên một góc mực thất quanh người bị từng tia từng tia đạo vận bao trùm. Mà ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, toát ra một lượng lớn, không, một biển lớn thuộc luyện đan. Đây đã không phải là thể hồ quán đỉnh, đây chính là cưỡng ép toàn bộ nước trong biển rộng, nhét vào hồ cá nho nhỏ. Hồ cá này lại vẫn là bình yên vô sự, bắt đầu thụ động tiếp nạp. Thủ đoạn của thánh nhân, thật sự vô cùng huyền. Lý Trường Thọ không kịp nghĩ nhiều, tâm thần liền hoàn toàn bị kéo vào bên trong đan đạo bị dìm nước, không biết làm sao. Một lần dìm, chính là kéo dài ba năm. Linh Nga, sư huynh ngươi trong mấy năm này làm sao vẫn luôn không có lộ diện, nhanh ra bài đi Linh Nga. Bên trong phòng bài bạc bà tiểu Quỳnh Phong, tử cửu ngáp một cái hỏi một câu. Linh Nga cười nói, trước đó ta vẫn luôn đang bế quan, cũng không biết việc này. Hì hì, hai ống sao. Ta đụng. Sư huynh ta hẳn là cũng là đang bế quan tu hành, sư thúc ngài có phải hay không là không có uống rượu? Ở chỗ ta cũng không có. Hừ, bản sư thúc liền không có sư huynh của mình sao? Tửu cửu không nhịn được liếc mắt, sau đó lại chép chép miệng nhỏ, chỉ là rượu do ngũ sư huynh nhưỡng, so với rượu tiểu trường thọ nhưỡng, thiếu một chút hương vị, huyền nhã, tới phi ngươi. Ừm. Hữu cầm huyền nhã cầm ngọc thạch trong tay so sánh những hoa văn trên khối ngọc thạch này với khối ngọc thạch khác nàng gần đây mới tiếp xúc với hạng mục tiểu quỳnh phong này còn chưa đánh thuần thục lắm nàng nhỏ giọng nói ta muốn bắt ngọc thạch của ngươi sau đó đánh ra ngọc thạch bốn ống nói đến ta cũng đã lâu không gặp trường thọ sư huynh trong đáy lòng ngược lại cũng có một chút tưởng niệm hừng tử cửu lập tức cười đến hiếp cả mắt nhìn hữu cầm huyền nhã lại nhìn linh nga đột nhiên phát hiện ra hai người đều vô cùng bình tĩnh hai người này chả thú vị một chút nào Hùng Linh Lị dùng bàn tay lớn bốc lên ngọc thạch vừa bị hữu cầm huyền nhã đánh ra, ăn, năm ống. Tử cửu khẽ quát một tiếng, nhìn bàn tay chuẩn thiên tiên của ta. Nói xong, nàng ở bên trong đống ngọc thạch xây thành hình chữ nhật kia, cầm đi một khối ở tít ngoài rìa, sau đó hai mắt tỏa sáng, tâm hồn rung động, xoay hàng ngọc thạch của mình lại, hưng phấn hô một tiếng. Thuần một màu. Nhanh lên, linh thạch linh thạch. Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị lập tức phàn nàng vài tiếng, tử cửu cầm huyền nhã lại là dịu dàng cười một tiếng ba người từng người cầm mấy khối linh thạch ra đưa cho tử cửu tử cửu lập tức cười đến run rẩy cả người trong mắt một mảnh sáng lóng lánh một trò chơi nhỏ trong hồng hoang tiếp tục chặn tiếp theo của cuộc hành trình nửa ngày sau bốn người đi vào bên trong linh thú quyển chọn hai con linh thú nhìn có một chút không muốn ăn bị bệnh kén ăn bi quan chán đời căn cứ vào tâm tình thành toàn cho bọn nó đưa chúng nó mang đến bên hồ thưởng thức phong cảnh sau đó dựng vĩ nướng lên, chuẩn bị rượu hảo hạng thức ăn ngon, bắt đầu đối rượu làm ca tối nay, hưởng thụ nhân sinh. Sư huynh đúng là đã rất lâu không có lộ diện. Linh Nga liếc nhìn đạo nhân giấy bên trong bảo nang trong ống tay áo, có một chút bận tâm nói thầm một câu. Loại tình huống này đúng là thực sự khác thường, chính mình cũng đã xuất quan hơn nửa năm, sư huynh còn chưa có tới răng dậy. tiểu cửu nhỏ giọng hỏi, sẽ không phải, tu hành xảy ra chuyện gì đó chứ? không thể nào. Linh Nga vội nói, sư huynh tu hành không màng nhanh, không tham công, mỗi một bước đều là vững vàng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hữu cầm huyền nhã hỏi, trường thọ sư huynh có lưu lại bế quan thạch. Chuyện này. Linh Nga lắc đầu, giữa lông mày không tự giác toát ra một chút lo lắng. Cái gọi là bế quan thạch là một loại pháp khí, có thể cảm ứng trạng thái lúc luyện khí sĩ bế quan tu hành, nếu như tẩu hỏa nhập ma hoặc là gặp phải nguy hiểm, có thể kịp thời nhắc nhở bằng hữu và thân hữu cứu chữa Có một số việc chính là không đề cập tới thì cũng thôi Nhất lên liền bắt đầu không ngăn được nghĩ lung tung Sau đó liền rơi vào vòng lẫn quẩn nào đó Rất nhanh, tử cửu, cửu, hữu cầm huyền nhã Linh Nga cũng bắt đầu lo lắng Nhất là Linh Nga nói câu kia Mỗi lần sư huynh bế quan Đều sẽ cho ta biết một tiếng trước thời hạn Lần này thế nhưng lại không có Ba vị chuyên gia ăn hàng có thâm niên tại Tiểu Quỳnh Phong đã là ngồi không yên. Cũng chỉ có Hồng Linh Lị biết biểu huynh của chính mình là hải thần không gì không làm được, lúc này cũng không có cảm giác lo lắng gì. Không được, phải đến xem thử như thế nào. Tử cửu nói, không nói một tiếng liền bế quan, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ. Hữu cầm huyền nhã ngâm khẽ vài tiếng, thấp giọng nói, nếu chúng ta quấy rầy sư huynh, đây chẳng phải là phá hỏng sư huynh tu hành. Tử cửu vung tay nhỏ lên, cùng lắm thì ngươi cùng với Linh Nga lấy thân báo đáp xem như bồi tội là được. Sư Thúc Khuôn mặt của Linh Nga đỏ lên, nhưng tiếp đó lại tràn đầy thần sắc lo lắng. Hữu cầm huyền nhã ngược lại là rất bình tĩnh nhất miệng, nói, Sư Thúc, đừng có nói đùa như vậy, làm ô nhục thanh danh của trường thọ sư huynh. Linh Nga nói, như vậy, ta đi đến phụ cận đang phòng một chút, nếu như sư huynh không có đang bế quan, sẽ tự mở ra trận pháp vây bên ngoài đang phòng cho ta đi, đi, Linh Lị ở đây nướng, ba người chúng ta đi qua. Tử cửu nói một tiếng, mang theo Linh Nga, hữu cầm huyền nhã cùng nhau bay về phía ranh giới trận pháp vây bên ngoài đang phòng. Đến nơi đây, có thể cảm nhận được linh lực lưu động trong khu rừng phía trước, ba người lặng lặng đợi một hồi. Hữu cầm huyền nhã không khỏi hỏi, có thông lộ tiến vào trận pháp hay không? Linh Nga cùng với tử cửu cùng nhau lắc đầu, ba người lo lắng càng đậm. Tử cửu hô to một tiếng, tiểu trường thọ. Tiếng hô hoán này không có vào trong trận pháp, nửa điểm tiếng vang cũng đều không có. Đúng vào lúc này, đệ tử nhân giáo nào đó vẫn như cũ bị một lượng lớn tin tức tràn ngập tâm thần, sắp hoàn thành lần học đạo này, một tia tâm thần bị âm thanh la lên này nhiễu loạn. Tiểu sư Thúc, Linh Nga, Huyền Lý trường thọ mặc dù vẫn là không có cách nào thoát ly từ bên trong chương trình dạy học, nhưng cũng có thể chia ra một ít tâm thần, miễn cưỡng đưa tay kết một cái dấu tay, mở ra thông lộ chuyên dụng vào trận của sư muội. Linh Nga, Huyền Nhã. Trận pháp nơi này có phải hay không đã mở ra? Tử Cửu chỉ chỉ vào khu rừng phía trước, tò mò hỏi một câu. Linh Nga lấy ra một khối ngọc thạch, nhìn trên ngọc thạch tản ra ánh sáng nhạt màu xanh lá, nhẹ nhàng thở ra, "Sư huynh không có việc gì, chúng ta còn muốn đi vào không?" Tất nhiên. Đều đã tới đây. Đi xem hắn đang làm cái gì một chút. Lập tức tử cửu một tay túm một cái lôi kéo hai người xông vào trong rừng lý trường thọ vừa mở ra thông lộ trận pháp vào giờ phút này đã mất đi cảm giác đối với ngoại giới một lần nữa cũng may bản thể đang nằm ở trong mật thất dưới đất bên trong đan phòng chẳng qua là một cổ đạo nhân giấy đang nằm tình huống ba người tử cửu nhìn thấy chính là như thế này các nơi trong đan phòng phủ một tầng cho bụi tinh tế lý trường thọ nằm ở trước lò luyện đan khuôn mặt rất an tường lẳng lặng nhắm hai mắt không thở gấp Sư huynh Linh Nga không nhịn được thanh âm có một chút phát trung Liền vội vàng xông tới Nhưng hữu cầm huyền nhã có tu vi hơi mạnh Lúc này chân hơi động một chút Đã xuất hiện ở bên người Lý Trường Thọ Ngồi quỳ chân, đưa tay Một ngón tay nhỏ nhắn khoát lên cổ tay của Lý Trường Thọ Nhắm mắt cảm nhận Tiên lực vận chuyển như thường Lực lượng nguyên thần bình ổn Hữu cầm huyền nhã nhẹ nói Dường như cũng không lo ngại hắn không có việc gì làm sao lại nằm xuống. Tử cửu nhíu mày tiến tới, ngồi quỳ chân ở trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ, ngón tay chỉ vào cái trán của Lý Trường Thọ, cẩn thận cảm ứng. Linh Nga ngược lại là nhớ ra điều gì đó, cũng ngồi quỳ chân ở một bên khác, tay nhỏ nhẹ nhàng bấm một ngón tay của sư huynh chính mình. Xúc cảm này, thô ráp. Cẩn thận thể hội, quả nhiên là đạo nhân giấy của sư huynh. Căn cứ vào bản sư thúc chẩn bệnh. Tử cửu nghiêm trang nói, đây hẳn là một giấc ngủ chập chờn. Trước đây có lẽ đã quá mệt mỏi vì luyện đan. Có đôi khi, luyện khí sĩ luyện đan, luyện khí quá mệt mỏi, đúng là sẽ rơi vào loại ngủ say cấp độ sâu này, mọi người không cần lo lắng, bình. Thường, gặp được loại tình huống này, chỉ cần một vị nữ luyện khí sĩ dùng phương pháp miệng đối miệng, đưa vào một hơi khí tức âm nhu, như thế liền có thể lập tức tỉnh lại. Hai người các ngươi đều là sư muội của hắn, ai đến? Thật hay giả? việc này. Linh Nga nhìn về phía hữu cầm huyền nhã, hữu cầm huyền nhã cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt của hai người giao hội, đột nhiên có một tia lửa xẹt qua. Tử cửu ở bên cạnh lập tức che miệng cười trộn. Để ta tới. Hữu cầm huyền nhã nói nhẹ, ánh mắt có một chút kiên định, nội tâm không có một chút dao động nào. Linh Nga lại là hơi nhíu mày, muốn nhắc nhở đây là hóa thân của sư huynh, lại sợ làm bại lộ bí mật của sư huynh. Hơn nữa, trong lòng lại có một chút không thoải mái. Linh Nga nhắm mắt nói, sư tỷ vẫn là để ta tới đi, từ nhỏ ta được sư huynh nuôi lớn, tương đối thân cận hơn một ít với sư huynh, sư huynh cũng sẽ không phản cảm việc này. Tử cửu ở bên cạnh nhanh chóng chuyển ghế gỗ đến, cầm một nắm hạt linh dưa, tiến vào trạng thái xem kịch, đôi mắt to kia. lóe sáng. Hữu cầm huyền nhã nhẹ nhàng nhấp môi dưới, dường như còn muốn tiếp tục mở miệng. Trong đáy lòng Linh Nga thở dài, sợ sự tình hóa thân của sư huynh bại lộ, chỉ có thể tiếp tục kiên trì, ánh mắt hai người đụng vào, lại là ai cũng không nhường. Đột nhiên, Lý Trường Thọ đang nằm phát ra tiếng trên rỉ nhẹ nhàng, đưa tay đỡ cái trán, mở hai mắt ra, trong mắt đều là một chút vẻ mờ mịt, khàn khàn nói: "Các ngươi đừng làm ồn, hiện tại ta đang đau đầu." Lý Trường Thọ chậm rãi ngồi dậy, Linh Nga cùng với Hữu Cầm vội vàng nâng lên. Cửu cửu phía sau hắn thu hồi hạt dưa và ghế gỗ trong nháy mắt, tràn đầy khéo léo ngồi quỳ chân tại kia, trong mắt tràn đầy lo lắng đối với thân thể của sư điệt. Sư huynh không sao chứ? Trường thọ sư huynh, có nơi nào không thoải mái không? Từng không có việc gì. Lý trường thọ xoa xoa trán, Linh Nga, từ lúc muội bế quan đến bây giờ, đã bao lâu? Sư huynh, ta đã bế quan ba năm, hiện tại đã xuất quan nửa năm. Ba năm. Thánh nhân lão gia cho một mảnh cánh sen, chính là rồng rã ba năm lý trường thọ vừa định thở vào một hơi cấp tốc khôi phục tiên thức ở mấy chỗ hóa thân đạo nhân giấy tinh thần đột nhiên chấn động đột nhiên hít vào một hơi hiếm khi lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng làm sao lại còn đánh nhau nói xong lập tức nhắm mắt tâm thần lập tức trở về cổ đạo nhân giấy bên trong động suất cung kia để lại ba vị tiểu tiên nữ quay mặt nhìn nhau phương thức thánh nhân lão gia nhà mình truyền đạo này đơn giản là quá bá đạo nhưng ở bên trong bá đạo lại mang theo một tia tinh tế. Lão quân truyền cho chính mình, đều là cảm ngộ luyện đang thực sự thuần túy, không có tăng lên đạo cảnh của chính mình một chút nào, những đạo vận thánh nhân kia cũng không sinh ra bất luận ấn tượng gì đối với chính mình. Hẳn là lão quân cũng cảm thấy, chính mình bây giờ độ kim tiên kiếp còn bất ổn, cho nên để cho chính mình chuẩn bị thêm một chút. Hẳn là thế. Trở về vẫn cần phải tra xét một phen, tốt nhất là chính mình có thể có hiểu rõ ràng trực tiếp hơn đối với kim tiên kiếp. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng xẹt qua những ý niệm này, đạo nhân giấy tại động xuất cung mở mắt ra, cũng không nhìn thấy bóng dáng lão quân. Hắn cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng đứng lên, vội vàng đi ra ngoài điện. Bên ngoài xảy ra chuyện. Ở bên ngoài động xuất cung, trồng ngâm, hổ gầm, một người, một long cảnh giới thiên tiên, đang ở trước cổng chính động xuất cung, quấn quyết thành một đoàn. Đúng là quấn quyết, vào giờ phút này ngao ất đang dạng chân ở trên người biện trang, đối với khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của biện trang kia chính là đập mạnh một hồi đối phương đã là mặt mũi bầm dập mà biện trang nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên dùng một chân đạp bay ngao ất nổi giận đùng đùng hô to ngươi đánh mặt ta không thể làm huynh đệ nói xong bổ nhào mà lên ấn ngao ất xuống ra sức đánh vào mặt trả thù đây là muốn chết hay muốn sống làm loạn ở trước cửa thánh nhân đợi chút huynh đệ Lý Trường Thọ thoáng có một chút sừng sờ, còn cho rằng chính mình bị thánh nhân lão gia truyền đạo làm cho trí tuệ bị rối loạn. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ, hai người này xác thực đều không dùng bao nhiêu tiên lực, phản phất như chẳng qua là đang say khước, phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Bên cạnh có mấy ly rượu, cách đó không xa còn có một chiếc quốc gỗ gãy thành hai đoạn, càng xa xôi còn có một chiếc bàn thấp lật ngửa, mấy vò rượu bị đánh nát. Mà ở nơi bọn họ đánh nhau, bị một cổ đạo vận quen thuộc bao phủ, hẳn là đại pháp sư ra tay, che đậy tình cảnh một người một rồng này đánh nhau. Lý Trường Thọ Ở trong ba năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người trước đó còn muốn kêu đánh kêu giết đối với một người khác, một người từng yêu bộ dáng giả nữ của người kia, hiện tại liền đã xưng huynh gọi đệ, còn đang tiến hành một trận vật lộn giữa huynh đệ. Lý Trường Thọ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Tỉnh táo, bình tĩnh, những chuyện phi lý trên đời này luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Lý Trường Thọ bước nhanh tới, tranh thủ thời gian ngắn ngủi này nhanh chóng hoàn thành một loạt kiểm tra bản thân. Bản thể tiếp tục đã tọa tiêu hóa đang đạo thánh nhân lưu lại. Lần này nhận được chỗ tốt cực lớn tại động xuất cung, con đường đang đạo mà lão quân chỉ rõ cho hắn này, chính là cái chủng loại có thể trực tiếp đến điểm cuối đang đạo kia. Lục chuyển linh đan đang được triệu hoán, cử chuyển kim đan không phải là mộng mà tâm thần của Lý Trường Thọ chia thành bốn cổ, quan sát tình hình long tộc tứ hải, kiểm tra kho đạo nhân giấy và hậu viện miếu hải thần tại An Thủy Thành, dò xét tình hình tiểu quỳnh phong cùng với tình huống các nơi trong môn phái. Thuận tiện còn phân chút tâm thần, sửa sang lại kiểu tóc cổ lão thần tiên đạo nhân giấy của chính mình này. Cũng may, các nơi đều tính là an ổn, ba năm cũng không có tình thế hỗn loạn gì. Tất nhiên đây chỉ là một lần quan sát đơn giản, vì lý do ổn thỏa, sau đó còn phải tỉ mỉ dò xét chỉnh lý tình báo thiếu thốn trong ba năm này tạm thời thu hồi tâm thần chạy tới chỗ cửa lớn động xuất cung lý trường thọ thấy hai vị đồng tử của lão quân vào giờ phút này đang ngồi ở trên tường bên cạnh quơ bàn chân hai người còn có một chút hăng hái nói thầm hai người bọn họ đánh thật là khó xem chúng ta có cần đi giúp một chút hay không ta giúp điện trang ngươi giúp ngao ất đi ta giúp nhau ức ngăn ngươi lại không phải sẽ tốt hơn coi quyền ha ha bác quái dung kim củi đốt chưởng liền nghe vài tiếng quát nhẹ hai đồng tử ở trên tường chạy đến hậu viện cấp tốc đánh nhau thành một đoàn quả nhiên là đồng tử bị điểm hóa bộ dáng nhìn như không phải rất thông minh lý trường thọ không có tâm tình nhìn đồng tử đùa giỡn bước nhanh ra ngoài cửa đột nhiên nhìn thấy đại pháp sư đang đứng ở trước cửa cung dù bận vẫn ung dung nhìn ngao ớt cùng với biện trang đánh lộn bên kia Trước đây tiên thức của Lý Trường Thọ hoàn toàn không có bắt được sự tồn tại của Đại Pháp Sư Trong lúc lơ đảng, cảnh giới mới hiển lộ ra Tỉnh rồi Tiếp nhận như thế nào? Đại Pháp Sư cười hỏi một câu Lý Trường Thọ thở dài, đan đạo của Lão Quân bác đại tinh thâm Đệ tử còn cần cẩn thận suy nghĩ, tất nhiên là hưởng thụ cả đời Ai? Lão Quân là hóa thân của Lão Sư có tính tình giống như lão sư. Đại pháp sư cười khổ nói, mọi thứ có thể đơn giản, tuyệt đối không phức tạp, lúc ấy coi như là ta cũng ngủ mê nửa ngày, ngược lại là khó khăn cho ngươi. Đạo cảnh của thánh nhân lão gia, đệ tử không dám âm thầm phỏng đoán, nhưng đại khái chính là lý lẽ đại đạo đơn giản nhất. Ha ha ha. Đại pháp sư cũng không nhịn được cười ra tiếng. Vừa mới suýt nữa thốt ra chữ lười, đại pháp sư cũng không dám nhiều lời. Đại Pháp Sư hất cầm về phía bên kia hỏi, hai người này xảy ra chuyện gì? Đệ tử cũng không biết rõ. Lý Trường Thọ trịnh trọng nói, đệ tử sẽ đến ngăn bọn hắn, đùa giỡn như vậy ở trước động xuất cung, thật sự không ra thể thống gì. Ai, để bọn hắn đánh một hồi là được. Đại Pháp Sư lại cười đến hiếp cả mắt, chém giết đặc sắc như thế, cũng đã lâu không nhìn thấy. Yên tâm, lão quân ra ngoài tu hành, bên trong động xuất cung hiện tại do hai ta định đoạt lý trường thọ vậy thì cứ đánh đi đại pháp sư muốn nhìn đại pháp sư đệ tử trước tiên dùng hóa thân nhìn tình hình long tộc một chút ba năm này không có quản không thể để xảy ra vấn đề gì thiện đại pháp sư mỉm cười gật đầu trong mắt mang theo vài phần tán thưởng lý trường thọ bắt đầu na di tâm thần tiến hành điều tra toàn phương vị tại các nơi bên trong đan phòng tiểu quỳnh phong đã chỉ còn lại đạo nhân giấy lý trường thọ ba vị tiên nữ mới vừa rồi còn muốn làm một ít sự tình phi lễ đối với đạo nhân giấy của hắn đã trở về bên hồ tiếp tục nướng linh thú nuôi trong nhà nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha